Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 40. Giống như trước đây, những lúc có Dương Bách Xuyên bên cạnh, cô luôn cảm thấy an toàn và tràn đầy niềm vui. Chỉ một câu cảm ơn thôi à? Không được nhé, tôi còn tưởng ít nhất cậu sẽ nói lấy thân báo đáp đấy, ha ha. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, cách nói chuyện cũng giống hồi trước hai người ở chung. Cút đê, cho dù bà đây lấy thân báo đáp, cậu có dám không? Liễu Linh Linh thoáng sửng sốt, nói như đang đùa nhưng mắt nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên. Cô đang thầm mắng Dương Bách Xuyên trong lòng, Dương Bách Xuyên khốn khiếp, nếu như lúc ấy cậu nói câu này thì bà đây sẽ không đi châu U. Đương nhiên Liễu Linh Linh sẽ không nói ra câu này. Đối diện với cái nhìn đăm đăm của Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên im lặng nhìn cô ấy hồi lâu. Hôm nay anh định bụng làm một thằng đàn ông. Trước đây bởi vì đủ loại nguyên nhân, hay nói chính xác hơn là vấn đề tâm cảnh và gia thế, cho nên anh không đáp lại lời tỏ tình bóng gió của Liễu Linh Linh. Hôm nay anh không muốn bỏ lỡ. Lần này nếu anh không đến châu U, có lẽ sẽ không bao giờ gặp được cô nữa, từ đó hối hận cả đời. Trong tim sẽ vĩnh viễn lưu lại một vết sẹo, có khả năng sau này tu luyện sẽ sinh tâm ma. Anh không muốn bỏ lỡ. Ánh mắt Liễu Linh Linh nhìn Dương Bách Xuyên vốn tràn đầy mong đợi, nhưng dần trở nên ảm đạm. Dương Bách Xuyên im lặng hồi lâu chính là đáp án. Cô cười gượng, Dương Bách Xuyên, coi cậu sợ kìa, bà đây chỉ đùa cậu thôi. Nói xong cô xoay người bỏ đi, chẳng qua là lúc xoay người, mắt đã ướt nhòe. Tất nhiên là Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Liễu Linh Linh. Anh vội vàng cầm tay đối phương, từ hôm nay trở đi, em không lấy thân báo đáp thì anh lấy thân báo đáp em. Xin lỗi Linh Linh, trước đây anh không dám nhận lời em bởi vì có nhiều nỗi băn khoăn. Nhưng bây giờ anh muốn nói rằng anh không muốn mất em mãi mãi. Liễu Linh Linh nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, toàn thân chợt run lên. Cô đã đợi câu nói này hơn 2 năm rồi, bắt đầu từ lúc Dương Bách Xuyên cứu cô ở quán bar. Liễu Linh Linh bị Dương Bách Xuyên cầm tay xoay người lại, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Em cho anh một cơ hội bù đắp có được không? Dương Bách Xuyên nghiêm túc nhìn cô. Ừm, Liễu Linh Linh gật đầu trong nước mắt. Dương Bách Xuyên lập tức ôm cô, nhưng bị cô đẩy ra, không được ôm em. Sắc mặt Dương Bách Xuyên đen như đít nồi, hích, ôm một tí thôi mà, em đâu cần phản ứng mạnh như vậy. Liễu Linh Linh cười khúc khích, người em hôi lắm, chờ. Chờ em tắm xong rồi nói. Ha ha, vậy thì được, tên họ Dương nào đó bật cười. Nhưng sau đó anh phát hiện Ruth và Ngô Mặc Thu ở bên cạnh đang nhìn, mặt lập tức đỏ lên, vội vàng đánh trống lảng hỏi Ngô Mặc Thu, Thu Nhi, anh và Linh Linh tu luyện bao lâu rồi? Tiên sinh và chị Linh Linh tu luyện 70 ngày rồi. Ngô Mặc Thu trả lời. Gì cơ, lâu vậy á? Dương Bách Xuyên còn chưa nói gì, Liễu Linh Linh đã hét to, lộ vẻ sốt sắng, chúng ta mau đi thôi. Sau khi em mất tích, ba và anh cả chắc chắn rất lo lắng. Cũng đúng, đi thôi, đi lẹ lên, ra ngoài rồi nói. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa dẫn đầu rời khỏi căn phòng đá. Anh hỏi sư phụ trong đầu, nhanh chóng tìm được đường ra ngoài. Một tiếng sau, bốn người ra khỏi khe núi cách Thánh Sơn không xa. Sau khi trở về lâu đài của Ruth, đầu tiên Liễu Linh Linh gọi điện về nhà báo bình an. Dương Bách Xuyên cũng gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình trong nhà. Anh trực tiếp gọi vào số của Triệu Nam. Triệu Nam đang trò chuyện với bà nội. Cô ấy nói rằng hiện tại mấy người phụ nữ các cô đang thay phiên nhau chăm sóc bà. Vân Môn và Vân Kỳ không xảy ra chuyện gì cả, mọi chuyện đều ổn. Nhưng lúc chuẩn bị cúp máy, Triệu Nam nói với Dương Bách Xuyên một chuyện. Đó là ba đồ đệ của anh đã xuất quan. Sau khi ba người xuất quan, tu vi đều tăng vọt. Độc Cô Hối và Võ Kiếm đều thành công lên trúc cơ, tu vi đạt trúc cơ tầng 3, chỉ có Vương Tông Nhân là tu vi trúc cơ tầng 1. Sau đó ba sư huynh đệ ra ngoài rèn luyện, nói là tuân theo mệnh lệnh của sư phụ Dương Bách Xuyên. Triệu Nam dứt khoát cho ba người đi, dù sao bây giờ tu vi của cả ba đều khá cao, ra ngoài cũng không chịu thiệt. Dương Bách Xuyên rất tán thành chuyện này. Còn có một tin tức nữa là Phong Thiên Nhai tuyển chọn và thu nhận hơn 50 cao thủ cấp bậc tiên thiên cho Vân Môn. Triệu Nam, Lục Tuyết Hy và Độc Cô vô tình bàn bạc với nhau, sau đó thành lập viện cống hiến Vân Môn, tạm thời dùng làm nơi đánh giá những cống hiến cho Vân Môn. Những người này muốn trở thành đệ tử Vân Môn đời thứ nhất thì phải góp sức cho Vân Môn mới được. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy tin này, anh hết lời khen ngợi mấy người Triệu Nam trong điện thoại.
hai người nói chuyện hơn nửa tiếng mới cúp máy. Dương Bách Xuyên trở về phòng khách, không thấy bóng dáng Liễu Linh Linh đâu. Ruth nói Liễu Linh Linh và Ngô Mặc Thu đều đi tắm rồi. Cô cũng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, lần này cô vất vả rồi. Dương Bách Xuyên nói với Ruth. Được Dương Bách Xuyên quan tâm, Ruth vui vẻ ra mặt, có thể san sẻ với chủ nhân là may mắn của Ruth. À phải rồi, để tôi dẫn chủ nhân đến kho cất giữ của gia tộc Dracula. Tôi đã sai người canh gác kho cất giữ, chờ chủ nhân tới xem. Dương Bách Xuyên cực kỳ hứng thú với chuyện này, nhếch môi nở nụ cười, vậy thì. Đi xem nhé, he he. Mời chủ nhân đi theo tôi. Ruth mỉm cười dẫn Dương Bách Xuyên ra khỏi đại sảnh, đi tới một lâu đài cổ khác. Ở cửa có người canh gác, Ruth phung tay ra lệnh, mở cửa ra. Vâng thưa công tước đại nhân, hai quỷ hút máu cấp bậc tiên thiên vội vàng mở cửa. Sau khi Amos chết, Ruth là người nắm giữ quyền uy cao nhất ở gia tộc Dracula. Tất cả quỷ hút máu đều phải kính trọng cô ta. Dương Bách Xuyên thấy hiện tại Ruth có phong thái nữ vương, rất cao quý, và cũng rất ngầu. Anh thích thuộc hạ ngầu như vậy. Hai quỷ hút máu nhập một chuỗi mật khẩu lên hai cánh cửa kim loại vừa dày vừa nặng. Cạch, cửa mở ra. Nhưng tiếp đó Dương Bách Xuyên lại thấy một cánh cửa kim loại khác xuất hiện. Hai quỷ hút máu đặt tay lên cửa, dán sát mặt vào màn hình trên cửa để xác nhận dấu vân tay. Cạch. Sau khi lớp cửa thứ hai mở ra, một lối đi dài rằng rạc xuất hiện. Một trong hai tên quỷ hút máu nói, thưa công tước đại nhân. Bên trong còn một lớp cửa thứ ba cần huyết mạch căn nguyên của gia tộc Dracula mới mở được. Tôi biết rồi. Hai người canh gác ở bên ngoài, không được cho bất kỳ ai vào trong. Ruth căn dặn. Vâng thưa công tước đại nhân. Hai quỷ hút máu cung kính đáp lời. Sau đó, Ruth mời Dương Bách Xuyên vào trong. Sau khi đi vào thông đạo, Ruth ấn công tắc trên bức tường, cả lối đi sáng lên. Quả nhiên cách 10 mét phía trước có một cánh cửa, trên cửa là một con rơi há miệng. Ruth đi tới nhỏ một giọt máu vào miệng con rơi, cửa lập tức mở ra ầm ầm. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cả một không gian tỏa sắc vàng lấp lánh, anh không kìm được nuốt nước miếng. Trong tầm mắt xuất hiện một không gian rộng hơn 300 mét vuông, vàng xếp thành từng dãy, có cả vàng thời xưa lẫn vàng thỏi thời nay, cả căn phòng ngợp trong ánh vàng chói mắt. Mặc dù hiện giờ Dương Bách Xuyên không ham mê tiền bạc cho lắm, nhưng thấy nhiều vàng như vậy anh cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Ai không biết còn tưởng là mình đi vào kho bạc của ngân hàng lớn nào đó. Khắp mật thất toàn là vàng, không biết có bao nhiêu. Mấy tấn, hay là mấy chục mấy trăm tấn vàng. Dương Bách Xuyên cùng Ruth đi vào, nhìn từng hòm vàng xếp thành hàng, anh hít sâu một hơi rồi hỏi, Ruth này, ở đây có bao nhiêu vàng thế? 25 tấn thưa chủ nhân, tất cả đều là gia tộc tôi tích lũy được. Cả kho cất giữ có 3 khu vực, chỗ này chỉ là khu cất giữ vàng. Đồ cổ tranh chữ siêu tầm từ Trung Quốc nằm ở khu thứ hai, tôi dẫn ngài đi xem. Ruth vừa nói vừa đi đến cuối mật thất. Sau khi đến tận cùng mật thất, Ruth mở một cánh cửa kim loại ra, một mật thất có kích thước tương đương xuất hiện. Chủ nhân đây là khu thứ hai, bên trong đều là văn vật đồ cổ. Ruth ra hiệu cho Dương Bách Xuyên vào xem. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt đi vào mật thất thứ hai. Đúng là trong này chứa đủ loại văn vật đồ cổ, nhưng... Dương Bách Xuyên thấy hơn phân nửa chỗ này đều là văn vật đồ cổ có xuất xứ từ Trung Quốc, nhìn chúng anh có thể khẳng định mỗi món đồ đều là bảo vật quốc gia. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, tổng cộng có tới gần 1.000 bảo vật của Trung Quốc. Mặc dù Dương Bách Xuyên không học giám định bảo vật chuyên nghiệp, nhưng anh học ngành lịch sử, vừa liếc mắt đã nhìn thấy mấy món đồ cổ được ghi chép trong lịch sử. Anh hít sâu một hơi, sau đó nói với Ruth, tôi muốn mang đi toàn bộ những văn vật đồ cổ của Trung Quốc. Đó đều là đồ vật của Trung Quốc chúng tôi, không nên lưu lạc ở châu Âu, càng không nên bị cất giấu trong nhà cô. Những thứ này là các người cướp được trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khi nói chuyện với Ruth, tâm trạng Dương Bách Xuyên hơi kích động. Ở trường anh đã đọc ghi chép về sự kiện liên minh 8 quốc gia xâm lược biên giới, các cường quốc cướp bóc càn quét Viên Minh Viên, Di Hỏa Viên. Lúc ấy anh còn vỗ bàn, thầm nghĩ nếu thời gian quay trở lại, anh sẽ đi. Bây giờ không cần đảo ngược thời gian nữa, anh không nhìn thấy những thứ này thì thôi, nhưng thấy rồi anh sẽ lấy lại. Đồ của Trung Quốc phải thuộc về người dân Trung Quốc, chứ không thể để châu Âu chiếm làm của riêng, cất trong mật thất vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc thấy Dương Bách Xuyên sầm mặt, bèn nói khẽ chủ nhân,
Quả thật những món đồ này có lai lịch không rõ ràng, tôi thay mặt gia tộc ngỏ lời xin lỗi và bày tỏ niềm nuối tiếc. Mặt khác, từ nay trở đi gia tộc Dracula là của chủ nhân, những thứ này tùy chủ nhân quyết định. Nghe vậy Dương Bách Xuyên mới dễ chịu hơn. Anh nhìn Ruth và nói, khụ khụ, Ruth à, thật ra tôi không trách cô, mà trách những người khác ở các quốc gia châu Âu. Tôi chỉ mang đi những thứ thuộc về Trung Quốc thôi, những cái khác vẫn để lại thì hơn, sau này cô quản lý gia tộc cũng cần kinh phí mà. Cảm ơn chủ nhân thông cảm. Ruth thở phào nhẹ nhõm. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự mang đi hết, thì cô ta quản lý gia tộc sẽ hơi phiền toái. Được rồi, cô dẫn tôi đi xem tiếp đi. Khu thứ ba có gì? Dương Bách Xuyên mỉm cười, cũng hiểu suy nghĩ của Ruth. Tuy Ruth đã trở thành nô lệ của anh, nhưng anh không phải hạng người chiếm lợi của thuộc hạ. Chỉ cần mang mấy nghìn món đồ của Trung Quốc ở đây về nước cũng đủ rồi. Vâng thưa chủ nhân, dứt lời Ruth đi tới góc tường, mở một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa này chỉ to bằng cửa phòng ngủ, là cửa vào khu thứ ba. Sau khi cánh cửa thứ ba mở ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một không gian nhỏ khoảng 5-60 mét vuông, bên trong đặt từng chiếc hòm có to có nhỏ, tổng cộng hơn 20 chiếc, không biết bên trong đựng cái gì. Khi tới gần anh cảm nhận được sóng linh khí mạnh mẽ. Chủ nhân cứ xem thoải mái, tôi đi sai người vận chuyển đồ vật của Trung Quốc bằng đường hàng không. Ruth lên tiếng. Không cần, tôi có cách mang đồ đi. Dương Bách Xuyên ngăn cản Ruth, anh có không gian bình càn khôn, không cần vận chuyển bằng đường hàng không. Anh chợt nảy ra một ý, cô giúp tôi đi hỏi thăm các gia tộc lớn ở châu Âu nhé, tôi nghĩ chắc hẳn bọn họ cũng có đồ vật của Trung Quốc. Dương Bách Xuyên híp mắt nói, thầm nghĩ trong lòng, nếu các gia tộc khác ở châu Âu có bảo vật Trung Quốc mà ngày xưa bọn họ cưỡng chế cướp đoạt, thì anh đây sẽ làm cướp một lần. Dù sao thời gian không thể ngược dòng, nhưng anh đây có thể làm một số việc, ví dụ như cướp đồ. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng, chẳng phải có câu nhân quả báo ứng đấy sao, anh đây sẽ bắt bọn họ phun ra toàn bộ những thứ đã nuốt. Vâng thưa chủ nhân, tôi lập tức đi thu xếp chuyện này. Cô đi đi, tôi ở lại đây xem từ từ. Sau khi Ruth rời đi, Dương Bách Xuyên vội vàng đến trước cái hòm vuông có cạnh dài một thước, sốt sắng mở nắp ra. Vừa rồi anh cảm nhận được sóng linh khí trong chiếc hòm này rất lớn. Sau khi mở hòm ra, ánh sáng trắng chiếu rọi xung quanh. Úi! Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, hai mắt xanh lập lòe. Anh nhìn thấy trong hòm đựng 30 viên linh thạch. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hiện tại 30 viên linh thạch cũng không nhiều lắm, nhưng mấu chốt là cả 30 viên đều là linh thạch trung phẩm. Trên trái đất, linh thạch hạ phẩm khá phổ biến, còn linh thạch trung phẩm thì rất khan hiếm. Từ khi Dương Bách Xuyên tu luyện, anh có 2 viên linh thạch trung phẩm là đồ tịch thu từ tay chị em họ Lục ở lần gặp đầu tiên. Bây giờ có những một hòm 30 viên, đây là một con số lớn đối với Dương Bách Xuyên. Phẩm cấp linh thạch càng cao, linh khí bên trong càng tinh khiết, lượng linh khí tích trữ càng nhiều. Linh thạch hạ phẩm và trung phẩm cách biệt nhau một trời một vực. Vì vậy Dương Bách Xuyên không thể cưỡng lại, lập tức thu vào trong không gian bình càn khôn. Trong mật thất khu thứ ba có cả thảy hơn 20 hòm đủ loại kích cỡ. Dương Bách Xuyên mở từng hòm ra, cõi lòng chấn động. Wow, gia tộc của Ruth không đơn giản à nha. Mẹ kiếp, đây chính là kho báu mà. Dương Bách Xuyên ngồi trên nắp hòm, vừa nhìn cái hòm đã mở ra vừa lẩm bẩm. Một lúc sau, anh vung tay lên, trắng trợn thu hết toàn bộ hòm vào không gian bình càn khôn. Sau đó, tên họ Dương nào đó cười ngây ngô. Anh lấy được 5.000 viên linh thạch hạ phẩm, 30 viên linh thạch trung phẩm, thậm chí còn có 2 viên linh thạch thượng phẩm. Ngoài ra còn có 13 cây linh dược trên 500 năm, trong đó không ít cây nghìn năm. Có 3 cây có thể luyện chế được một lò đan dược thượng phẩm, tuy không bằng tam chuyển kim đan nhưng hiệu quả tuyệt đối không kém là bao. Dưới đáy hòm lót mấy hòn đá kỳ lạ tràn đầy linh khí. Sư phụ nói có một số là nguyên liệu hiếm để luyện khí và bày trận. Những thiên tài địa bảo này đủ để xây dựng nền móng tốt cho Vân Môn. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên rời khỏi mật thất thứ ba đến khu thứ hai. Anh không quên tìm bức tranh Đôn Hoàng Phi Tiên giúp Ngô Nam. Theo lời Ngô Nam thì bức tranh đó đang ở gia tộc Dracula. Sau khi phóng linh thức ra, Dương Bách Xuyên thật sự tìm thấy bức tranh Đôn Hoàng Phi Tiên. Nó được đựng trong một chiếc hộp gấm. Anh mở ra xem, không phát hiện thấy có gì đặc biệt. Bèn tiện tay bỏ vào không gian bình càn khôn. Dù sao anh cũng đưa nó cho Ngô Nam. Và lại anh định mang toàn bộ văn vật Trung Quốc về rồi giao cho Ngô Nam,
bảo ông ta nộp lên quốc gia. Những thứ này nên đặt trong bảo tàng Trung Quốc, chứ không phải trong kho chứa của nhà Ruth. Anh vung tay lên, thu gần 1.000 món đồ vào trong bình càn khôn. Dương Bách Xuyên không lấy nhiều vàng trong khu thứ nhất, chỉ đặt 5 hòm vàng thỏi vào không gian bình càn khôn để chuẩn bị sẵn cho lúc cần dùng. Sau khi hài lòng thỏa ý, Dương Bách Xuyên mới rời khỏi kho nhà Ruth, trở lại phòng khách. Lúc này Liễu Linh Linh và Ngô Mặc Thu đã trở về đại sảnh. Thấy Dương Bách Xuyên, Liễu Linh Linh hỏi ngay, khi nào chúng ta về nước? Bây giờ cô rất sốt ruột muốn về nước. Sau khi gọi điện thoại cho ba ở nhà, cô mới biết ba đổ bệnh vì mất liên lạc với mình, cho nên muốn nhanh chóng trở về. Sao lại vội thế? Dương Bách Xuyên thấy Liễu Linh Linh sa sút tinh thần, có vẻ như đã xảy ra chuyện. Ba em đổ bệnh, em muốn về sớm chút. Mắt Liễu Linh Linh đỏ hoe. Rất nghiêm trọng sao? Bác sĩ nói e là không qua khỏi. Được, anh lập tức bảo rút đặt vé máy bay, chúng ta đi ngay bây giờ. Dương Bách Xuyên nói câu này đúng lúc rút vừa đi vào đại sảnh. Trông thấy Dương Bách Xuyên, cô ta lập tức nói, chủ nhân, tôi đã điều tra được có mấy nhà sở hữu văn vật Trung Quốc. Tôi giao việc này cho cô xử lý, lấy được đồ thì gửi sang Trung Quốc cho tôi. Bây giờ lập tức đặt vé máy bay cho chúng tôi có việc gấp phải về nước. Dương Bách Xuyên rất quan tâm đến chuyện Liễu Sơn Hải Lâm trọng bệnh, cũng không muốn khiến Liễu Linh Linh đau lòng, cho nên anh quyết định về nước. Chủ nhân chờ một lát, tôi sẽ sắp xếp ngay, gia tộc có máy bay riêng. Ruth nói xong, lập tức đi gọi điện thoại. Hơn 10 phút sau, Ruth đã sắp xếp máy bay xong xuôi, điều này cho thấy thế lực và thực lực hùng mạnh của gia tộc Dracula tại châu Âu. Một tiếng sau, ba người Dương Bách Xuyên, Liễu Linh Linh và Ngô Mặc Thu lên máy bay riêng về nước. Còn Ruth thì ở lại châu Âu thu thập văn vật Trung Quốc cho Dương Bách Xuyên. 8 giờ tối, ba người Dương Bách Xuyên về đến Cố Đô, sau đó đến thẳng bệnh viện. Theo lời Liễu Linh Linh thì hiện giờ anh trai Liễu Tử Quân của cô đang chăm sóc ba ở bệnh viện. Cô từng nói Liễu Tử Quân được Liễu Sơn Hải nhận nuôi chứ không phải con ruột. Tuy không phải anh em ruột, nhưng Liễu Linh Linh rất kính trọng khi nhắc đến người anh này. Liễu Tử Quân đang học nghiên cứu ở châu Âu, hai người hơn kém nhau 3 tuổi. Trong thời gian Liễu Linh Linh du học, cô thường xuyên ở cùng anh trai. Bây giờ Liễu Sơn Hải đổ bệnh vì Liễu Linh Linh mất tích, con gái ruột không thể chăm sóc, ngược lại là con nuôi ở bên, chuyện này khiến cô rất hổ thẹn. Sau khi đến bệnh viện, Dương Bách Xuyên còn định chữa bệnh cho Liễu Sơn Hải. Dù sao trước đây Liễu Sơn Hải cũng là người dẫn đường giúp anh phát tài, mà bản tính của anh là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng ai ngờ bọn họ đến bệnh viện quá muộn. Khi Liễu Linh Linh chạy tới phòng bệnh, một chàng trai suy sụp ngồi trước cửa phòng bệnh, mấy người nhà họ Liễu ở đây, mỗi người mang vẻ mặt khác nhau. Chàng trai kia chắc là Liễu Tử Quân anh trai của Liễu Linh Linh. Những người khác là người nhà họ Liễu. Anh ơi, ba sao rồi? Liễu Linh Linh run rẩy hỏi. Linh Linh đừng vội, hãy nghe anh nói. Liễu Tử Quân đứng dậy chắn trước mặt Liễu Linh Linh, cũng chặn đường vào phòng bệnh. Linh Linh. Đám người nhà họ Liễu bước đến chào hỏi Liễu Linh Linh. Dương Bách Xuyên phát hiện sắc mặt những người này là lạ, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Linh thức tiến vào phòng bệnh xem thử, anh lập tức chấn động cả người, bởi vì Liễu Sơn Hải đã qua đời, thảo nào người nhà họ Liễu đều lộ vẻ kỳ lạ như thế. Có người buồn bã, có kẻ lộ ánh mắt láo liên. Mà lúc này Liễu Linh Linh bị chặn trước phòng bệnh cũng đã phát hiện ra tình hình bất thường. Trước sự truy hỏi của cô, Liễu Tử Quân nói, Linh Linh, ba đã qua đời nửa tiếng trước rồi. Không thể nào. Tạch, nước mắt tuôn rơi, giọng nói cao vút, Liễu Linh Linh đẩy Liễu Tử Quân đang chắn trước cửa phòng bệnh ra rồi lao vào trong. Dương Bách Xuyên cũng định vào theo, nhưng trước cửa có quá nhiều người. Đây là việc riêng nhà họ Liễu, người thân đều có mặt ở đây, anh không tiện đi vào. Ba ơi, hu hu. Tiếng khóc xé lòng của Liễu Linh Linh vang lên trong phòng bệnh. Một đám người nhà họ Liễu đi vào khuyên nhủ cô. Trong phòng bệnh, Liễu Linh Linh khóc chết đi sống lại. Cuối cùng Dương Bách Xuyên chen vào, lúc này anh nên ở bên cạnh cô. Nhưng không ngờ sau khi anh đi vào, Liễu Tử Quân lại hét lên. Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? Đi ra ngoài. Ánh mắt Liễu Tử Quân lấp lóe. Nào phải anh ta không nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi cùng em gái Liễu Linh Linh, nhưng trong lòng ôm ý nghĩ riêng. Ba nuôi Liễu Sơn Hải vừa mất, gia nghiệp to lớn nhà họ Liễu là một miếng thịt mỡ siêu to khổng lồ.
anh ta là con trưởng nhà họ Liễu trên danh nghĩa, không cho phép xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Liễu Tử Quân quát tháo khiến Dương Bách Xuyên nhíu mày, nhưng anh không nổi giận. Thứ nhất, anh kính trọng Liễu Sơn Hải. Thứ hai, anh nghĩ rằng Liễu Sơn Hải vừa mới qua đời, tâm trạng Liễu Tử Quân không tốt cũng có thể thông cảm. Thứ ba, anh nể mặt Liễu Linh Linh. Dương Bách Xuyên nhìn Liễu Tử Quân, nhíu mày nói, tôi là bạn trai của Linh Linh, tôi vào an ủi cô ấy. Ai dè Dương Bách Xuyên nói xong câu này, sắc mặt Liễu Tử Quân chợt thay đổi. Anh ta thẳng tay đẩy Dương Bách Xuyên, đồng thời quát, tôi không quan tâm cậu là ai, bây giờ nhà chúng tôi phải xử lý tang sự, mời cậu đi ra ngoài, đừng gây thêm phiền phức. Dương Bách Xuyên bị Liễu Tử Quân đẩy, hai hàng lông mày càng nhíu chặt. Anh không ngờ Liễu Tử Quân lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng cũng mặc kệ cho anh ta đẩy mình, dù sao có 100 Liễu Tử Quân cũng không đẩy được anh. Liễu Tử Quân cũng sửng sốt, anh ta đẩy Dương Bách Xuyên mà không thấy xê dịch gì, cứ như đẩy cột đá vậy. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết tại sao Liễu Tử Quân lại phản ứng mạnh như vậy khi nghe tin anh là bạn trai của Liễu Linh Linh, nhưng đối phương la hét hai lần cũng khiến anh tức giận. Anh lén dùng một ít chân khí, Liễu Tử Quân bị bắn ra ngoài, ngồi phịch xuống đất. Cậu, Liễu Tử Quân nổi giận đùng đùng. Lúc này Dương Bách Xuyên phớt lờ anh ta, đi thẳng tới giường bệnh, khom người trước Liễu Sơn Hải trước tiên. Liễu Tử Quân đứng dậy nhào tới Dương Bách Xuyên, nhưng một người có khuôn mặt khá giống Liễu Sơn Hải lên tiếng, Tử Quân không được vô lễ, lúc này cháu còn náo loạn cái gì? Việc cấp bách trước mắt là lo liệu tang lễ của ba cháu. Nghe ông lão nói vậy, rốt cuộc Liễu Tử Quân cũng dừng lại, cung kính trả lời, vâng thưa bác cả. Không nể mặt người khác cũng được, nhưng ông lão trước mặt là anh họ của Liễu Sơn Hải, Liễu Tử Quân và Liễu Linh Linh phải gọi là bác cả. Ông ấy cũng có cổ phần trong tập đoàn Liễu Thị. Dương Bách Xuyên gật đầu chào hỏi ông lão rồi mới ngẩng đầu quan sát thi thể của Liễu Sơn Hải, định đỡ Liễu Linh Linh buồn thương tuyệt vọng đang nhoài người bên giường bệnh. Tuy nhiên, anh nhìn thấy màu da trên mặt Liễu Sơn Hải hơi bất thường, giống như là chết vì ngạt thở. Anh bất giác đỡ lấy Liễu Linh Linh, đồng thời vươn tay chạm vào cánh tay của Liễu Sơn Hải và quan sát. Sau đó anh giật mình kinh ngạc, bởi vì anh thấy Liễu Sơn Hải không chết tự nhiên, mà là chết vì ngạt thở. Người sống sờ sờ bị ngạt thở đến chết. Đây không phải việc nhỏ, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng, xem ra quan hệ trong nhà họ Liễu cũng phức tạp. Anh nhìn mọi người trong phòng bệnh một vòng, muốn tìm ra manh mối từ nét mặt của bọn họ. Kết quả là anh thấy ánh mắt mỗi người đều mang sắc thái phức tạp. Đương nhiên trước khi điều tra rõ ràng, ai cũng có hiểm nghi. Dương Bách Xuyên không định nói với Liễu Linh Linh chuyện này. Hiện tại cô đã buồn lắm rồi, nếu nói cho cô biết có lẽ ba cô bị người ta hại chết, anh sợ cô không chịu nổi đả kích này. Nhưng Liễu Sơn Hải không phải chết tự nhiên, anh quyết định phải điều tra cho ra nhẽ. Rõ ràng là Liễu Sơn Hải bị người ta hại chết, bất kể là vì Liễu Linh Linh hay là để báo đáp ơn giúp đỡ của Liễu Sơn Hải, anh đều phải điều tra rõ, trả lại công bằng cho ba con họ. Linh Linh đừng như vậy, người chết không thể sống lại. Dương Bách Xuyên vừa an ủi Liễu Linh Linh vừa đỡ cô dậy. Hu hu, Liễu Linh Linh sắp đến bờ vực sụp đổ, tự trách bản thân. Nếu không phải ba lo lắng cho cô thì sẽ không qua đời. Dương Bách Xuyên đã kiểm tra tình trạng của Liễu Sơn Hải. Thật ra các chức năng cơ thể đã lão hóa, cộng thêm các loại bệnh khác như bệnh tim, nhưng cuối cùng chết vì ngạt thở. Nếu Liễu Sơn Hải không bị ngạt thở, chỉ cần còn một hơi thở thì anh cũng có thể giúp ông ta sống thêm mấy năm. Nhưng giờ đã muộn rồi. Liễu Sơn Hải bị người ta hại chết. Hung thủ chắc chắn là người nhà họ Liễu. Liễu Linh Linh khóc đến ngất xỉu, Dương Bách Xuyên dìu cô ra ngoài phòng bệnh. Thời điểm này không thể để cô dao động cảm xúc nữa. Nhưng khi anh đi ra ngoài, Liễu Tử Quân lại chắn trước mặt anh và gần giọng nói, buông em gái tôi ra, anh em chúng tôi còn phải bàn bạc việc tang sự cho ba. Dương Bách Xuyên lập tức nổi giận, sát khí vần quanh, ánh mắt sắc như dao, anh mù à. Linh Linh ngất xỉu rồi, để cô ấy ở trong phòng bệnh có thích hợp không? Anh không xử lý được việc tang sự thì tôi làm thay. Cút đi. Liễu Tử Quân bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh như băng, không hiểu sao anh ta có cảm giác như rơi vào hầm băng, gần như là tránh ra theo bản năng. Đến lúc biết Dương Bách Xuyên bế Liễu Linh Linh ra khỏi phòng bệnh, anh ta mới hoàn hồn, lập tức giận dữ định đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, bác cả của anh ta trầm giọng nói, Tử Quân, bây giờ còn phải xử lý tang sự cho ba cháu,
cháu là con trưởng của Sơn Hải thì lo liệu việc này đi, Linh Linh không thích hợp ở lại phòng bệnh. Vâng thưa bác cả, mặc dù Liễu Tử Quân không cam lòng, nhưng cũng không dám phản bác. 3 ngày sau Liễu Sơn Hải được an táng, Liễu Linh Linh được Dương Bách Xuyên vỗ về, tâm trạng đã ổn định. Sau khi tang lễ hoàn thành, đám người nhà họ Liễu bàn bạc với nhau, muốn tuyên bố người thừa kế công ty, luật sư đã chuẩn bị xong xuôi. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên không muốn tham dự vào chuyện này, nhưng Liễu Linh Linh muốn anh đi cùng nên anh bèn đi cùng cô đến cao ốc Liễu Thị. Hơn nữa trong 3 ngày qua, Dương Bách Xuyên đã tra được một vài manh mối. Dựa theo thời gian tử vong của Liễu Sơn Hải và người đầu tiên phát hiện ra ông ta qua đời, kẻ tình nghi lớn nhất là Liễu Tử Quân anh trai của Liễu Linh Linh. Dương Bách Xuyên điều tra được vào ngày Liễu Sơn Hải mất, Liễu Tử Quân vẫn luôn trông nom. Còn có một người theo bên cạnh Liễu Tử Quân là bạn của anh ta, thời điểm Liễu Sơn Hải tử vong, người này cũng có mặt trong phòng bệnh. Dương Bách Xuyên gọi điện nhờ Ngô Nam tìm người bạn kia của Liễu Tử Quân. Nếu tìm được thì có thể biết có phải là Liễu Tử Quân hại ba nuôi Liễu Sơn Hải hay không. Căn cứ vào phản ứng của người nhà họ Liễu, hình như trước ngày Liễu Sơn Hải qua đời, ông ta có ý định lập di chúc. Nếu là như vậy thì có lẽ đây là một vụ mưu sát vì lợi ích. Tóm lại là chỉ cần tìm được người kia thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ rõ ràng. Trong phòng họp của tập đoàn Liễu Thị, luật sư tuyên bố người thừa kế quản lý nhà họ Liễu là Liễu Tử Quân. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong mắt Liễu Tử Quân lóe lên tia sáng, tuy anh ta che giấu rất tốt, nhưng sao có thể thoát được ánh mắt của Dương Bách Xuyên. Cùng lúc, điện thoại của Dương Bách Xuyên rung lên, là Ngô Nam gửi tin nhắn và một đoạn video tới. Sau khi xem xong, Dương Bách Xuyên ngồi bên cạnh Liễu Linh Linh đột nhiên đứng dậy. Lúc này Liễu Tử Quân sắp bắt đầu ký tên. Khoan đã, Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta. Đa số người trong phòng họp đều nhìn Dương Bách Xuyên, không biết một người ngoài như anh muốn làm gì. Ngay cả Liễu Linh Linh cũng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Dương Bách Xuyên đưa điện thoại di động cho cô, em đọc những tài liệu này trước đi, lát nữa anh cho em gặp một người. Dứt lời anh nhìn người nhà họ Liễu một lượt, thưa các vị, tôi muốn nói cho mọi người biết một chuyện, nguyên nhân chú Liễu Sơn Hải qua đời không phải vì bệnh, mà là ngạt thở. Nói cách khác, chú ấy bị người ta hại chết. Gì cơ? Câu này vừa thốt ra, cả phòng họp xôn xao, chỉ có Liễu Tử Quân tái mét mặt mày. Anh ta thình lình vỗ bàn, quát Dương Bách Xuyên, cậu con mẹ nó nói linh tinh gì thế? Cút ra ngoài, ở đây không đến lượt cậu lên tiếng. Ba tôi đã qua đời, cậu còn không để cho ông ấy yên giấc hay sao? Cút ra ngoài. Liễu Tử Quân, tôi lặp lại một lần nữa, Dương Bách Xuyên là người đàn ông của tôi chứ không phải người ngoài. Hơn nữa, tôi tin lời anh ấy. Anh nhìn màn hình điện thoại này trước đi rồi nói tiếp. Hẳn là anh quen người trong video này nhỉ? Mặt Liễu Linh Linh lạnh như tiền, toàn thân run rẩy, ném điện thoại tới trước mặt Liễu Tử Quân. Cô đã đọc xong tin nhắn, cũng tin tưởng Dương Bách Xuyên hơn. Vả lại tin nhắn và video gửi tới điện thoại của Dương Bách Xuyên đều chỉ ra hung thủ là anh trai của cô Liễu Tử Quân, vì ôm mưu đồ với gia sản nhà họ Liễu mà hại chết ba. Hung thủ chính là người trong video, Liễu Linh Linh cũng biết gã. Người này là bạn lớn lên từ nhỏ với Liễu Tử Quân, hồi bé ba người thường hay chơi với nhau. Theo thông tin từ video trong điện thoại của Dương Bách Xuyên, kẻ hại chết ba cô chính là người bạn này của anh trai. Hay nói chính xác hơn là gã dùng gối đè ba cô ngạt chết theo sự chỉ đạo của Liễu Tử Quân. Giờ phút này Liễu Linh Linh tuôn trào nước mắt. Cửa phòng họp mở ra, người của Ngô Nam và cảnh sát dẫn một thanh niên đi vào. Khi Liễu Tử Quân nhìn thấy người này, anh ta lập tức sụi lơ dưới đất, biết rằng việc mình làm đã bại lộ. Cảnh sát trình bày lại sự việc, cả quá trình đều đã rõ ràng. Thật ra sự việc rất đơn giản. Bởi vì Liễu Linh Linh mất tích ở châu U làm Liễu Sơn Hải tái phát bệnh cũ, hơn nữa ông ta đã lớn tuổi, dẫn đến các bệnh tật khác. Không tìm được Liễu Linh Linh, nhưng vẫn còn đứa con nuôi Liễu Tử Quân, vì vậy Liễu Tử Quân về nước chăm sóc người ba Liễu Sơn Hải. Nhưng mấy ngày trước Liễu Sơn Hải cảm thấy sức khỏe mình không trụ nổi nữa, bèn gọi điện cho luật sư. Có điều Liễu Tử Quân vô tình nghe thấy cuộc điện thoại đó. Liễu Sơn Hải lựa chọn con gái ruột của mình làm người thừa kế nhà họ Liễu, lúc đó ông ta đã nói một câu, dù sao Tử Quân cũng không phải con ruột. Chính vì nghe thấy câu nói này nên Liễu Tử Quân sinh lòng oán hận, hận Liễu Sơn Hải không coi mình là người nhà họ Liễu. Anh ta bộc bạch nỗi bất bình và oán hận trong lòng với người anh em chí cốt Tôn Hoa.
người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hai người bày mưu tính kế, Liễu Sơn Hải đã không coi Liễu Tử Quân là người một nhà thì dứt khoát giết luôn. Đến lúc đó, theo lý thì Liễu Tử Quân là con trai trưởng của Liễu Sơn Hải ắt sẽ trở thành người thừa kế nhà họ Liễu. Còn Liễu Linh Linh kiểu gì cũng phải đi lấy chồng. Về mặt pháp luật, người thừa kế quản lý nhà họ Liễu chỉ có thể là Liễu Tử Quân, do đó không thể để cho Liễu Sơn Hải lập di chúc. Thế là Liễu Tử Quân dẫn theo thằng bạn xấu Tôn Hoa vào phòng bệnh, dùng gối làm Liễu Sơn Hải ngạt thở đến chết. Liễu Tử Quân không ra tay được nên bảo Tôn Hoa ra tay. Dù sao bác sĩ cũng đã thông báo tình hình nguy kịch, nói rằng Liễu Sơn Hải không sống được bao lâu nữa, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ, và Liễu Tử Quân chính là người thừa kế. Anh ta rất hiểu cô em gái Liễu Linh Linh, đối phương sẽ không tranh với mình. Liễu Tử Quân cho Tôn Hoa một số tiền lớn và bảo gã đi Nam Quốc tạm tránh trước đã, đợi khi nào Liễu Tử Quân thuận lợi tiếp quản tập đoàn nhà họ Liễu hắng về, đến lúc đó anh ta sẽ giành vị trí phó tổng giám đốc cho Tôn Hoa. Kế hoạch rất tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, nào ngờ giữa chừng lại xuất hiện một người tu chân Dương Bách Xuyên phát hiện ra cái chết của Liễu Sơn Hải không bình thường. Hơn nữa Dương Bách Xuyên có đội tình báo của Thần Long Đàm hỗ trợ, chỉ trong thời gian 3 ngày Ngô Nam đã tìm được Tôn Hoa ở Nam Quốc và bắt về. Tôn Hoa bị bắt đã sụp đổ tinh thần, thẳng thắn nhận tội trong phòng họp nhà họ Liễu. Lúc này Liễu Tử Quân đã hoàn toàn nản lòng. Liễu Linh Linh rơi nước mắt, toàn thân run rẩy, chất vấn Liễu Tử Quân, tại sao, tại sao? Anh à, từ nhỏ tôi luôn coi anh là anh trai ruột, chưa từng xem anh là người ngoài, tại sao anh lại làm như vậy? Cho dù ba lập di chúc cho tôi quản lý sản nghiệp nhà họ Liễu, nhưng chỉ cần anh mở lời thì tôi sẽ đưa cho anh mà. Tại sao chứ? À, tâm trạng Liễu Linh Linh vô cùng kích động. Ba đã qua đời, chỉ còn anh trai là người thân, tuy là anh nuôi nhưng trước giờ cô chưa từng coi Liễu Tử Quân là người ngoài. Bây giờ đảo mắt anh trai đã trở thành kẻ thù giết ba, nhất thời cô cảm thấy cả thế giới trở nên xám xịt. Liễu Tử Quân bỗng bật cười ha hả như phát điên, tại sao á? Chẳng phải cô cũng nghe thấy rồi ư? Từ trước tới giờ ba cô không coi tôi là con trai, những năm qua tôi luôn cố gắng trở thành đứa con trai ưu tú trong mắt ông ta, nhưng ông ta thì sao? Trong mắt ông ta chỉ có đứa con gái ruột là cô. Tôi bị ông ta tống cổ đi du học chẳng phải là để sau này trợ giúp cô quản lý sản nghiệp nhà họ Liễu sao? Trong lòng ông ta, tôi vĩnh viễn chỉ là một đứa con nuôi, không phải máu mủ ruột già, dù cố gắng đến mấy cũng vô dụng. Đến cuối cùng còn chẳng phải là hòn đá kê chân cho cô à? Tôi không muốn cả đời phải sống trong cảnh ngoài sáng là người một nhà, trong tối đề phòng khắp nơi. Chỉ khi giết Liễu Sơn Hải, tôi mới có thể quản lý gia nghiệp nhà họ Liễu. Tôi muốn là vua chứ không phải bề tôi của cô, tôi có gì sai chứ? Ha ha ha! Liễu Tử Quân điên cuồng cười to. Liễu Linh Linh nghe Liễu Tử Quân nói vậy, toàn thân run lên bần bật, nhìn anh ta đăm đăm. Dương Bách Xuyên phát hiện mắt Liễu Linh Linh đỏ như máu, móng tay đột nhiên dài ra và biến thành màu đen. Anh biết là lúc này Liễu Linh Linh sắp mất kiểm soát, bèn vội vàng cầm tay cô rồi truyền chân khí sang giúp cô bình tĩnh lại. Sau đó, anh vẫy tay bảo cảnh sát đưa Liễu Tử Quân đi. Chuyện đã đến nước này, giao Liễu Tử Quân cho cảnh sát xử lý là kết quả tốt nhất, vì đâu thể giết anh ta. Có giết cũng phải là Liễu Linh Linh ra tay. Nhưng dù sao cô cũng gọi Liễu Tử Quân là anh trai suốt hơn 20 năm. Liễu Tử Quân bị bắt, cuối cùng người thừa kế nhà họ Liễu là Liễu Linh Linh, tất cả các cổ đông đều tán thành. Nhưng bởi vì chuyện của Liễu Tử Quân mang lại đả kích quá lớn, Liễu Linh Linh không nói gì với những người khác nhà họ Liễu, mà bọn họ cũng lũ lượt rời đi. Trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Liễu Linh Linh và Dương Bách Xuyên. Liễu Linh Linh nhìn mặt đất, hai mắt vô hồn. Dương Bách Xuyên không đành lòng. Nhưng cũng không thể giấu câu chuyện Liễu Tử Quân sát hại Liễu Sơn Hải, anh không vượt qua được rào cản trong lòng. Bởi vì kính trọng Liễu Sơn Hải và trách nhiệm đối với Liễu Linh Linh, cuối cùng anh vẫn vạch trần Liễu Tử Quân. Chuyện này không thể giấu được. Không sao đâu, còn có anh mà. Dương Bách Xuyên nắm tay Liễu Linh Linh thủ thỉ. Anh vừa dứt lời, trong đôi mắt vô hồn của Liễu Linh Linh lóe lên tia sáng, cô ngẩng đầu nhìn anh, tất cả là tại em phải không? Sống chết có số, chuyện này không phải tại em. Anh tin rằng chú Liễu sẽ bắt đầu lại ở một thế giới khác, em đừng lo. Dương Bách Xuyên an ủi cô. Không, tất cả là tại em. Nếu ba không lo lắng cho em thì sẽ không đổ bệnh, sẽ không ra đi. Liễu Linh Linh càng nói càng kích động, không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại những lời tự trách.
Dương Bách Xuyên cầm tay cô, đột nhiên cảm thấy bất thường. Anh cảm nhận được khí tức trong cơ thể cô bắt đầu hỗn loạn. Anh định vận chuyển chân khí điều chỉnh chân khí hỗn loạn trong người Liễu Linh Linh, ai dè lúc này cô ấy bất chợt thét dài, á. Gừ. Hai mắt lập tức đổi sang màu máu, miệng há to để lộ hai chiếc răng nanh dài, mái tóc dài đen nhánh biến thành màu trắng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Dương Bách Xuyên kinh hãi, anh biết đây là đặc điểm của thi đạo, bình thường thì không sao nhưng trong tình huống ghen tị hay bi thương mà đột nhiên biến thân thì rất nguy hiểm, không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Linh Linh. Dương Bách Xuyên dùng chân khí gọi Liễu Linh Linh, nhưng đáp lại là móng tay sắc nhọn của cô hung ác chộp tới. Phụt. Lồng ngực Dương Bách Xuyên bị Liễu Linh Linh cào ra năm vết thương sâu tận xương, máu chảy đầm đìa. Dương Bách Xuyên có thể tránh thoát, nhưng anh không né tránh, bởi vì anh biết Liễu Linh Linh đang rối loạn cảm xúc, rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức giơ tay đánh vào cổ Liễu Linh Linh làm cô hôn mê bất tỉnh, không thể để cảm xúc của cô mất khống chế dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Dương Bách Xuyên nhìn cô gái bạc trắng mái đầu trong lòng, anh ôm lấy cô rồi thở dài một tiếng. Sau khi Liễu Linh Linh ngất xỉu, Dương Bách Xuyên dẫn cô trở về biệt thự Cố Đô, từ sau khi Vân Môn rời đi, nơi này vẫn luôn để trống. Anh định mấy ngày nay sẽ chăm sóc Liễu Linh Linh thật tốt, Đại hội Tiên Thiên Luận Đạo cũng sắp bắt đầu, sau đó còn phải tham gia Đại hội Tiên Thiên Luận Đạo. Con đường tu chân là vô tận, phải không ngừng nỗ lực tiến lên phía trước mới được. Ngày hôm sau Liễu Linh Linh tỉnh lại, cảm xúc cũng khá bình tĩnh, Dương Bách Xuyên ở cùng cô trong biệt thự giải sầu. Liên tiếp 3 ngày, cuối cùng trạng thái Liễu Linh Linh cũng tốt hơn nhiều. Cũng trong 3 ngày này Dương Bách Xuyên nói một chút chuyện tu chân cho cô nghe, một là giúp cô làm quen với con đường tu chân, hai là rời sự chú ý của cô, để cô nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau. Ngày thứ tư, cô chuẩn bị ra ngoài, Dương Bách Xuyên định đi theo, nhưng Liễu Linh Linh lại nói, em đến công ty để xử lý công việc, anh không cần phải đi với em không sao. Dương Bách Xuyên sửng sốt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, thật sự không cần anh đi cùng sao? Không cần, mấy ngày nay vì chăm sóc em mà anh không được nghỉ ngơi tử tế, ngủ một giấc thật ngon đi, chờ ta sắp xếp việc ở công ty xong sẽ quay về Vân Môn với anh. Từ nay về sau Liễu Linh Linh trong thế gian đã chết, em sẽ là Liễu Linh Linh tóc bạc của tu chân giới, cảm ơn anh, Bách Xuyên. Liễu Linh Linh nói xong, hôn lên miệng Dương Bách Xuyên một cái, lập tức lái xe rời khỏi biệt thự. Dương Bách Xuyên không đi theo, Liễu Linh Linh không phải là một đứa trẻ, cộng thêm lần này gia đình thay đổi lớn, đối với cô mà nói thì đây là một lần trưởng thành, anh tin Liễu Linh Linh có thể xử lý tốt chuyện của công ty. Từ lời nói của Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên có thể thấy cô rất quyết đoán. Lúc này giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, cô nhóc này muốn dứt hồng trần bắt đầu tu chân, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Này lão già, chuyện tốt là chuyện tốt. Sao lại có chuyện vừa tốt vừa xấu chứ? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt hỏi. Chuyện tốt là con bé sẽ chấm dứt hết phiền não hồng trần, sau này tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, xấu là dứt hồng trần là cắt hết mọi dục niệm. Đối với con bé mà nói, có thể sau này lòng của con bé sẽ ngày càng cứng rắn sau khi tu luyện. Ha ha, đến lúc đó thằng nhóc con cũng đừng nhớ thương mỹ nhân đang mang thai, ha. Vân Thiên Tà nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Chuyện này, cũng không đến mức như thế chứ, đúng không? Không phải cô ấy cũng khép lòng mình với con chứ? Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi chột dạ. Lòng có cứng hay không, đến lúc đó con xem là được. Dù sao cứ thuận theo tự nhiên đi, con cũng đừng miễn cưỡng. Cô nhóc này đã trải qua nỗi đau mất người thân, lại thêm người thân phản bội. Ngày đó không tẩu hỏa nhập ma điên cuồng giết người đã là may mắn rồi. Nếu thằng nhóc con thật lòng muốn tốt cho con bé thì sau này cứ thuận theo ý nó. Vi sư đoán nếu có ngày con bé mềm lòng thì phải chờ mái tóc trắng của nó lại chuyển sang màu đen, nếu ngày nào tóc chưa chuyển đen thì lòng của con bé sẽ lạnh như băng ngày đó, đây là tạo hóa trêu người. Mặc dù ma nữ Hồng Phất đã chết, nhưng trên đời này lại có thêm một ma nữ tóc bạc lợi hại hơn, ngày sau đến Vân Môn con nhớ nói rõ cho các môn đồ của con một phen. Không có chuyện gì thì đừng trêu chọc con nhóc này, nó là quả bom sống có thể nổ tung bất cứ lúc nào, một lời không hợp thì có thể giết người. Sau này chuyện như thế sẽ thường xuyên xảy ra, thằng nhóc con tự cầu phúc đi, ha ha ha. Nghe thầy nói không kiêng nể gì, cười như không sợ thiên hạ đại loạn, Dương Bách Xuyên hận nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa, lão già chết tiệt, người không thể nghĩ cách à. Ha ha, thằng nhóc này,
con thật ngây thơ. Trên thế gian này, lòng người là khó nắm bắt nhất, cho dù là tiên thiên cũng không đoán được lòng người, ta cũng không có cách nào. Được rồi, không tám chuyện với thằng nhóc con nữa, vi sư đi đây, không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta. Giọng nói của Vân Thiên Tà biến mất. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ trong miệng sư phụ Liễu Linh Linh lại biến thành một người dứt hồng trần cắt đứt dục niệm như thế. Như thế thì phải làm sao? Trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt tươi cười của Liễu Linh Linh biến thành vẻ lạnh lùng. Tưởng tượng cảnh như thế, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà rùng mình. Xung quanh không có việc gì, anh cũng chuẩn bị ra ngoài, đã lâu không đi gặp Lâm Hoan. Lần này trở về luôn ở cùng Liễu Linh Linh, còn chưa đi thăm cô ấy. Tới công ty Vân Kỳ thuận tiện nói chuyện với Lưu Tích Kỳ luôn. Tòa nhà Vân Kỳ, sau khi Dương Bách Xuyên đến cửa, thấy bảo vệ đứng đó thì dừng lại theo bản năng, nhiều lần anh bị bảo vệ ngăn ở cửa vẫn khắc sâu trong trí nhớ. Tuy nhiên khi anh dừng lại, hai nhân viên bảo vệ đã chủ động đến, khác xa những gì anh từng trải qua. Chào chủ tịch. Cậu biết tôi à? Dương Bách Xuyên sửng sốt, lần này gặp một gương mặt mới, chẳng những không ngăn anh mà còn chào chủ tịch. Anh cũng không ngờ, một nhân viên bảo vệ cao gần 2 mét cười nói, chủ tịch nói đùa rồi, chúng tôi nhìn hình của ngài mỗi ngày, ngài có biến thành cho chúng tôi cũng nhận ra. Cậu nói gì thế? Một người khác ở bên cạnh nghe thấy cậu ta nói chủ tịch hóa thành cho, đột nhiên hoảng sợ, vội vàng quát lớn. Lần này nhân viên bảo vệ nhận ra cậu ta nói nhầm, mặt trắng bệch, nhìn Dương Bách Xuyên nói lắp bắp, ạc, chủ tịch, tôi. Chủ tịch đừng tức giận, tên này không biết nói chuyện. Chúng tôi thấy ngài nên kích động quá mới nói sau, thực sự xin lỗi. Trán Tam Mao đổ mồ hôi, lôi tổ tông đại cá ra chào hỏi một lúc. Đây đúng là tiết tấu đạp đổ bát cơm anh em mà, nào ai lại nói chủ tịch hóa thành cho chứ. Bây giờ Tam Mao chỉ có thể cầu nguyện chủ tịch Dương Bách Xuyên thực sự rộng lượng bảo vệ công ty giống như tin đồn vậy. Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười, buồn bực vô cùng, trước kia đến đây. Hơn nửa là bị bảo vệ không quen biết ngăn cản người đường đường là chủ tịch như anh ở ngoài. Bây giờ nhận ra từ xa, cũng không ngăn cản, nhưng lại bắn một phát súng như thế. Nhìn hai người, Dương Bách Xuyên hỏi, đừng lo lắng, tôi cũng không nhỏ nhen như thế, các cậu là người mới, sao lại biết tôi? Còn hóa thành cho cũng nhận ra. Ha ha, đúng rồi, Lý Đại Nghị có ở công ty không? Dương Bách Xuyên trêu ghẹo một câu. Khụ khụ. Chủ tịch ông Lý đang đi công tác với chủ tịch Lưu, hiện tại bên tổng bộ cố đô là do đội trưởng mới tới của chúng tôi quản lý. Chúng tôi biết ngài là bởi vì đội trưởng mới tới treo một tấm ảnh của ngài trong phòng huấn luyện của chúng tôi, yêu cầu sớm muộn gì chúng tôi cũng phải hô khẩu hiệu với ảnh chụp của ngài. Dương Bách Xuyên vừa nghe xong, cảm giác đội trưởng này nịnh nọt khá thú vị, mỗi ngày đều nhìn ảnh của mình, bảo sao hai nhân viên bảo vệ này đã nhận ra mình từ xa. Còn ông Lý à? Đọc khẩu hiệu gì, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thú vị. Đội trưởng mới của chúng tôi nói sau này gọi Tổng Giám Đốc Lý Lý Đại Nghị là ông Lý, khẩu hiệu là Chủ tịch Mạnh Khỏe. Đại cá rành nói trước. Chỉ câu này thôi. Vâng, chỉ câu này thôi. Được rồi, đưa tôi đi xem đội trưởng mới tới của các cậu, thằng nhóc này có tiền đồ đấy, ha ha. Chủ tịch, đội trưởng của chúng tôi đang ở phòng huấn luyện, tôi dẫn ngài qua, đại cá đứng gác đi. Tam Mao sợ đại cá nói sai, cậu ta tự mình dẫn Dương Bách Xuyên đi. Mà Dương Bách Xuyên lại là hiếm khi có hứng thú, tới nay chưa từng đến bộ phận an ninh của Vân Kỳ, lần này nghe thấy có người mới tới nịnh nọt mình thì cảm thấy thú vị, dù sao Lưu Thích Kỳ và Lý Đại Nghị cũng đã đi công khác, chắc là Lâm Hoan quản lý tài chính cũng đi công tác theo. Đúng rồi, có phải giám đốc tài chính Lâm Hoan cũng đi công tác không? Dương Bách Xuyên thuận miệng hỏi. Vâng thưa chủ tịch. Được rồi. Đến bộ phận an ninh của cậu đi. Hai người đi vào thang máy, Dương Bách Xuyên hỏi tên Tam Mao, có câu nói chuyện phiếm, dùng lời của Tam Mao mà nói, lúc này quyền đội trưởng mới đang huấn luyện bảo vệ mới, vừa lúc mời chủ tịch Dương Bách Xuyên đi thị sát. Bộ phận an ninh của Vân Thiên độc chiếm một tầng, là tầng 7, sau khi thang máy mở ra, Tam Mao dẫn Dương Bách Xuyên đi tới phòng huấn luyện. Lúc ở cửa, Dương Bách Xuyên đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Lớn tiếng một chút. Hành động phải được lên kế hoạch rõ ràng, khi hét lên các cậu phải có cảm giác khâm phục, hiểu không? Hiểu à? Tam Mao đẩy cửa phòng huấn luyện ra cho Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy hơn 20 nhân viên bảo vệ đứng trước vách tường,
mà ở trên tường là tấm ảnh khổng lồ của mình được lắp trong khung ảnh, bên dưới khung ảnh là một cái bàn, trên bàn có bộ trà, đĩa trái cây, hạt dưa thuốc lá, sống động như một cái bàn thờ vậy. Một thanh niên ngồi trên cái ghế bên trái của bàn. Lúc này nghe cậu thanh niên kia nói, chuẩn bị bắt đầu, cúi đầu. Sau đó, hơn 20 nhân viên bảo vệ đứng gọn gàng bắt đầu cúi đầu trước cậu thanh niên, hay có thể nói là với ảnh của mình. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh này, suýt nữa thì ngã xuống, ngữ khí anh bình tĩnh nhưng vô cùng lạnh lẽo, Độc Cô Hối, vi sư còn chưa chết. Thanh niên này không phải ai khác mà là đại đồ đệ của mình Độc Cô Hối. Lúc trước Dương Bách Xuyên và Lưu Thích Kỳ đã bàn bạc sau này để cho đệ tử Vân Môn đến Vân Kỳ rèn luyện lấy kinh nghiệm. Lần trước gọi Triệu Nam nói thằng nhóc này đi du lịch, không ngờ ở Vân Kỳ. Được rồi, ở Vân Kỳ thì không sao, vấn đề là cảnh thằng nhóc thối này tạo ra bây giờ là đang tế bái anh. Sư phụ, Độc Cô Hối đang vắt chéo chân đầy quyền lực, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh như băng của sư phụ Dương Bách Xuyên, suýt nữa thì ngã xuống từ trên ghế. Anh ấy vội vàng đứng dậy nhìn, quả nhiên phía sau đám người là sư phụ Dương Bách Xuyên đang sầm mặt. Lần này có thể dọa anh ấy sặc, vốn dĩ anh ấy đi hai sư đệ Vương Tông Nhân và Võ Kiếm ra ngoài rèn luyện. Vương Tông Nhân nói muốn về thăm nhà một chút, Võ Kiếm lại không hợp với anh ấy nên đi đến một nơi khác, còn anh ấy thì đến Vân Kỳ. Bởi vì trước đó sư phụ có nói đến công ty Vân Kỳ cũng là một loại tu hành, vậy nên anh ấy đến Vân Kỳ. Có thân phận học trò Dương Bách Xuyên này, sau khi vào Vân Kỳ, Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị sắp xếp chức vụ quản lý bảo vệ cho anh ta. Sau khi Lý Đại Nghị đi công tác, lúc này Độc Cô Hối có cảm giác nắm quyền lực. Mỗi ngày lại giày vò những nhân viên bảo vệ này, còn đổi trò chơi nịnh nọt sư phụ, trèo ảnh của Dương Bách Xuyên ở phòng huấn luyện, bắt mỗi bảo vệ phải nhớ kỹ Dương Bách Xuyên, không được có chuyện không nhận ra chủ tịch mà ngăn anh ở ngoài cửa cao ốc Vân Kỳ, làm ra chuyện cười. Được rồi, thằng nhóc này có ý tốt muốn nịnh bợ sư phụ Dương Bách Xuyên, nhưng mà anh ấy không nên treo tấm ảnh lên tường, còn để trong khung, lại để bàn làm việc của anh ấy ở dưới ảnh, trên bàn lại bày một ít trà, trái cây, đúng là anh ấy được hưởng sung sướng. Nhưng mà cảnh này trong mắt Dương Bách Xuyên lại như linh đường. Lúc này Độc Cô Hối còn chưa nhận ra được điều này, nhưng nhìn sư phụ sầm mặt, giọng nói lạnh như băng, anh ấy bắt đầu động não nhớ lại. Trong khoảng thời gian này anh ấy cũng không phạm sai lầm gì mà. Sao sắc mặt sư phụ lại như thế? Hơn nữa cũng không có nguyền rủa sư phụ chết, sao sư phụ lại nói câu Độc Cô Hối, vi sư còn chưa chết chứ? Nghĩ một hồi, Độc Cô Hối lấy lại tinh thần, vội vàng đến trước mặt Dương Bách Xuyên, nặn ra một nụ cười tươi, sư phụ, con nhớ người muốn chết, Triệu sư nương nói người đi châu U, người về lúc nào mà không gọi cho con đi đón người. Sư phụ! Người mau ngồi đi. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, đây là dáng vẻ sư phụ sắp nổi giận với người khác, Độc Cô Hối chỉ có thể cười trừ, đây gọi là không ai đánh người đang cười. Hơn nữa ở đây còn có nhiều bảo vệ như vậy, hẳn là sư phụ sẽ không ra tay với mình. Tam Mao, các cậu đi xuống trước đi, nhớ đóng cửa lại. Dương Bách Xuyên nói với Tam Mao một tiếng. Vâng thưa chủ tịch, Tam Mao đáp lại, vẫy tay dẫn mọi người ra khỏi phòng huấn luyện. Két. Tiếng đóng cửa vang lên khiến tim Độc Cô Hối nảy lên. Anh ấy cảm thấy không đúng, gượng cười nói với Dương Bách Xuyên, sư phụ, người cứ ngồi trước, con đi pha ấm trà cho người. Độc Cô Hối nói xong lập tức đi về phía cửa, chuẩn bị chuồn. Quay lại đây, Dương Bách Xuyên nói khẽ. Cả người Độc Cô Hối chấn động, dừng bước, cố gắng cười nói, sư phụ, người có gì sai bảo ư. Không có việc gì, đừng khẩn trương, vi sư trò chuyện với con chuyện linh đường. A Hối à, con nói xem, trên bàn đặt một lư hương, đốt thêm nến thơm nữa thì chẳng phải đang tế bái ư. Làm việc không nghiêm túc chút nào. Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nhìn Độc Cô Hối, tay anh chỉ vào ảnh chụp nói. Linh đường, nến thơm, Độc Cô Hối ngẩn người một lúc, nhìn qua bên kia theo bản năng, cộng thêm cả lời sư phụ Dương Bách Xuyên nói, cảnh tượng anh ấy bày ra với cả lần cúi đầu vừa rồi đúng là giống linh đường. Lúc trước anh ta vốn không nghĩ theo phương diện này. Bây giờ Độc Cô Hối rưng rưng nước mắt nhìn Dương Bách Xuyên đang cười tủm tỉm. Anh chàng lắp bắp nói, không, sư phụ, người nghe con giải thích đã, thật sự con không nghĩ nhiều như thế, chính là đơn thuần tôn kính người mà thôi, không phải trước kia người đến công ty bị bảo vệ ngăn ở ngoài cửa lớn sao? Đó là bởi vì bảo vệ công ty không ai biết người là ai, tôi đang huấn luyện bọn họ, thật sự không có ý nguyền rủa sư phụ.
lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng Độc Cô Hối cũng giải thích xong. Huấn luyện ư? Dương Bách Xuyên híp mắt lại, đột nhiên bước đến bên cạnh Độc Cô Hối. Mà giờ phút này ngoài cửa phòng huấn luyện, đám người Tam Mao đều dán tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong. Chỉ nghe thấy có tiếng kêu gào khóc lóc của Độc Cô Hối vang lên trong phòng huấn luyện. A, à, sư phụ, đừng đánh. A a a. Lại nghe thấy Dương Bách Xuyên chửi rủa, ta đánh tên huấn luyện viên vô liêm sỉ này, vì sư ta còn chưa chết còn đã bắt đầu lập linh đường, hả? Ta đánh này. A à, ai ra, sư phụ, con sai rồi, đừng đánh vào mặt a a a. Đám người Tam Mao nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong phòng huấn luyện, ai nấy đều không nhịn được mà run rẩy. Nghĩ đến chuyện bọn họ cũng là người tham gia, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, lập tức chuồn mất. Trong phòng huấn luyện, Dương Bách Xuyên thở hồng hộc, ngồi trên ghế lau mồ hôi, còn Độc Cô Hối nằm trên mặt đất rên rỉ. Trong 10 phút, anh đã không dùng chút chân khí nào, chỉ cần đánh bằng nắm đấm. Lại đây rót trà, đừng giả chết nữa, vi sư lại đánh thêm đấy. Dương Bách Xuyên vừa nói xong, Độc Cô Hối đứng lên nhanh như chớp, nhe răng trợn mắt một hồi, vội vàng rót trà cho Dương Bách Xuyên, trong lòng thầm nghĩ, người đánh người ta còn uống ư. Con là người bị đánh còn khát hơn người, làm sư phụ thì vĩ đại lắm à, đánh đồ đệ cũng không cần lý do gì. Không được, hôm nào đó mình cũng phải nhận đồ đệ, bây giờ mình cũng là cao thủ trúc cơ kỳ rồi còn gì. Trong lòng Độc Cô Hối phẫn nộ bất bình, lên kế hoạch thu một đồ đệ để vơi bớt nỗi hận, nếu không trong lòng cực kỳ bất bình. Nói xem hai sư đệ của con đâu rồi? Dương Bách Xuyên uống một ngụm trà hỏi Độc Cô Hối. Nhị sư đệ về thăm nhà ở Yên Kinh, tam sư đệ đi đâu không nói, bọn con tách ra ở thị trấn. Độc Cô Hối nói. Thằng nhóc này, con nói xem con có giống một đại sư huynh không? Hả, Tông Nhân và Vũ Kiếm là sư đệ của con làm đại sư huynh, không phải xuất sơn tu luyện phải dẫn theo bọn chúng sao? Nhớ kỹ cho vi sư, đệ tử Vân Môn nhất định phải đoàn kết. Được rồi, thằng nhóc con nghe kỹ cho ta, đi tìm hai sư đệ của con, sau đó lập tức đi đại hội luận đạo tiên thiên ở đông bắc núi Trường Bạch, nửa tháng sau sẽ bắt đầu. Át hẳn lúc này đã có nhiều thế lực đến đó. Ba huynh đệ các con đi trước một bước, một thời gian sau sư phụ sẽ đến lúc đó không thấy bóng dáng ba người các con thì con cứ cẩn thận cái chân mình, cút đi. Mới hôm qua Dương Bách Xuyên nhận được điện thoại của Vũ Nương Thiên Tuyệt hỏi thăm chuyện đi đại hội luận đạo tiên thiên, nói là chuẩn bị khởi hành, mà địa điểm là ở đông bắc núi Trường Bạch. Đại hội luận đạo tiên thiên cũng không có địa điểm cố định, thực tế đã được tổ chức ở nhiều nơi trên Hoa Hạ, ví dụ như đỉnh Côn Lôn, một nơi nào đó trên đỉnh Everest, núi lớn ở vùng Vân Quý, còn cả một hòn đảo ven biển, đều là nơi bí địa. Lần này được tổ chức theo thông lệ tại đông bắc núi Trường Bạch. Dương Bách Xuyên chuẩn bị chờ Liễu Lĩnh Linh sắp xếp xong chuyện thì lập tức đi cùng người Vũ Nương. Đối với ba đồ đệ Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân và Võ Kiếm, để bọn nó đi học thêm kinh nghiệm cũng là chuyện tốt, thay vì đi lung tung không bằng để cho bọn nó đi Đông Bắc. Độc Cô Hối nghe sư phụ bảo đi tham gia đại hội luận đạo tiên thiên, lập tức cao hứng lên, buồn bực bay sạch sẽ, nhếch miệng cười nói, sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ dẫn hai vị sư đệ đi trước. Ha ham vốn tưởng rằng người không cho bọn con còn định lén đi. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có thể đi học thêm kinh nghiệm thi triển quyền cước, ha ha. Thằng nhóc, con nghe vi sư nói đây, ra ngoài không được gây chuyện, cũng không được bắt nạt người thường, nếu không ta đánh gãy cái chân chó của con. Đương nhiên nếu có người ức hiếp các con thì cứ đánh lại cho ta, thắng thì báo tên sư phụ ra, thua thì đừng nói gì cả, đỡ làm ta mất mặt. Dương Bách Xuyên nói xong, Độc Cô Hối lập tức buồn bực phản bác lại, sư phụ, ngài có logic gì thế? Sao mà thắng thì báo tên của người còn thua thì không được? Người khôn lỏi quá rồi đấy, được rồi, chúng ta ra ngoài không nói là đồ đệ của người, được chưa? Vậy thì được, dù sao đừng làm ta mất mặt là được, nơi này có một bình đan tụ khí, vi sư vừa mới luyện chế mấy ngày nay, có 9 viên, ba huynh đệ các con mỗi người 3 viên, cầm đi. Nói xong Dương Bách Xuyên ném bình đan tụ khí cho Độc Cô Hối, có đan dược trong người thì tu luyện hay bổ sung chân khí cũng tiện hơn. Cảm ơn sư phụ, con biết sư phụ tốt nhất, đánh là thương mắng là yêu hi hi. Thằng nhóc này đừng nói lung tung nữa, mau đi đi, chăm sóc hai sư đệ của con cho tốt vào. Vâng thưa sư phụ, người cứ yên tâm đi, con đi đây. Đi đi. Sau khi Độc Cô Hối rời đi,
Dương Bách Xuyên đi dạo ở Vân Kỳ một lúc rồi trở về biệt thự, dù sao Lưu Thích Kỳ đưa đội đi công tác, anh cũng không có người quen ở công ty, nơi đó là người mới. Nếu buổi tối Liễu Linh Linh xử lý xong công ty của họ thì mai anh sẽ về Vân Môn, 5 ngày sau đi Đông Bắc núi Trường Bạch tham gia đại hội luận đạo Tiên Thiên, đã hẹn với bọn Vũ Nương Thiên Huyện rồi. Quay về biệt thự Cố Đô thì thấy em gái Dương San San đang nói chuyện với Ngô Mặc Thu, Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ cũng đến. Nhìn thấy em gái Dương San San, Dương Bách Xuyên mỉm cười, đã hơn 2 tháng không gặp con bé này rồi. Sau khi hai anh em nói chuyện một hồi, Dương San San đột nhiên nói với Dương Bách Xuyên một câu khiến Dương Bách Xuyên im lặng. Anh ơi, chúng ta có ông ngoại phải không? Vì sao anh lại không nói? Dương Bách Xuyên vẫn không có ý định nói chuyện của ông ngoại cho em gái và bà nội, bởi vì anh biết sẽ gợi lên sự căm ghét mẹ của em gái, lại khiến con bé buồn rồi đau lòng. Hơn nữa, trước kia em gái Dương San San cũng giống anh, trong lòng cũng rất oán hận chuyện năm đó mẹ bỏ nhà đi. Mà sự thật chứng minh là mẹ đi tìm ba. Cho nên chuyện này, anh vẫn chưa từng nhắc tới, không ngờ hôm nay cô bé lại chủ động nhắc tới vấn đề này, hiển nhiên là nghe được tin tức gì rồi. Có, em nghe ai nói. Nếu cô bé đã biết, cô cũng không còn là con nít nữa, Dương Bách Xuyên định chuẩn bị nói thật cho em gái. Chị Triệu Nam nói cho em biết. Em mới biết chúng ta có ông ngoại. Dương San San nói. Dương Bách Xuyên sửng sốt, lần trước ở đảo Hồng Kông, Triệu Nam và rất nhiều người đều đã từng gặp ông ngoại, điểm này anh lại quên dặn dò mấy người Triệu Nam không được nói cho em gái. Chuyện này cũng không trách cô, là bản thân anh quên mất. Dù sao sớm muộn gì cũng phải biết, hôm nay anh dứt khoát nói cho em gái biết về chuyện của ông ngoại và mẹ. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên kể lại hành trình lúc trước anh đến Nam Quốc Đổ Thạch, làm sao quen biết ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, sau đó từ trong miệng ông ngoại biết được người Đoan Mộc Uyển Nhi lúc trước bỏ lại anh em bọn họ là để đi Tây Vực tìm ba nhưng đã chết ở sa mạc, cuối cùng mất tích không thấy trở về nữa, anh nói hết cho em gái Dương San San biết. San San, chuyện này trước tiên không nên nói cho bà nội biết, đợi đến khi có cơ hội thích hợp, chúng ta sẽ dẫn theo bà nội đi Tây Vực tế ba mẹ. Dương Bách Xuyên sợ sau khi bà nội biết sự thật sẽ không chấp nhận được sự thật đó, cho nên chuyện này vẫn không nên nói, cũng chần chờ kéo dài chưa đi Tây Vực tế lễ ba mẹ. Anh biết, trong lòng bà nội luôn nghĩ ba mẹ đều còn sống trên đời, nếu như để cho bà nội biết sự thật, không chừng bà cụ có thể sinh bệnh, hay là cứ kéo dài trước, sau này có cơ hội thích hợp mới nói cho bà nội biết. Dương San San ngấn nước mắt run rẩy nói, anh, em muốn đi Tây Vực thử xem. Chuyện này hãy khoan đã, chúng ta cùng bà nội đi, chờ sau kỳ nghỉ đông của em, anh sẽ sắp xếp cho em đến Nam Quốc thăm ông ngoại. Sau khi hai anh em trò chuyện một hồi, Dương San San trở lại trường học, Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ tiếp tục bảo vệ cô, Dương Bách Xuyên không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Ở đảo Hồng Kông, anh đã giết nhiều võ cổ giả tiên thiên của ba tông thần tông, M Nguyệt Môn và Thanh Thành như vậy, coi như đã gây mối thù hận lớn. Nhưng đến bây giờ ba tông này vẫn chưa có động tĩnh gì, càng như vậy Dương Bách Xuyên lại càng không dám buông lỏng bảo vệ người thân và bạn bè của mình. Nhưng hiện giờ anh cũng không sợ ai, chuyến đi châu U, Tu Vi đạt tới trúc cơ kỳ hậu kỳ, tương đương với cảnh giới tiên thiên 9 tầng đỉnh phong, chỉ cần không đụng phải tồn tại vượt qua tiên thiên, anh có lòng tin đối phó với bất luận kẻ nào. Trong biệt thự còn lại anh và Ngô Mặc Thu, lần này Dương Bách Xuyên không để Ngô Mặc Thu đi theo em gái Dương San San. Mà Kiều Phúc, Ngô Mặc Hạ thay ca, chuẩn bị để cho cô bé trở về tu luyện thật tốt. Trong ba quỷ tu, tu vi của Ngô Mặc Thu có thiên phú tốt nhất, cho nên Dương Bách Xuyên cũng định lần này dẫn theo Ngô Mặc Thu đến tham gia đại hội tiên thiên luận đạo. Về phương diện chiến đấu, Ngô Mặc Thu vẫn suýt nữa bạo phát, muốn bồi dưỡng cô bé thật tốt. Vân Môn có mấy người có thiên phú về tu vi cũng không tệ, có cơ hội trùng kích kim đan, không thể nghi ngờ Ngô Mặc Thu có thể coi là một. Tương lai cô bé nhất định là một trong những người đầu tiên bước vào kim đan trong Vân Môn. Sau khi trời tối, Liễu Linh Linh cuối cùng cũng trở về, Dương Bách Xuyên nhìn sắc mặt cô rất mệt mỏi, rót trà cho cô hỏi chuyện của công ty đã giải quyết chưa? Anh có thể giúp gì cho em không? Đã giải quyết xong rồi, em lấy một nửa cổ phần của em tặng cho trường tiểu học Hy Vọng và cô Nhi Viện, một nửa còn lại giao cho những người khác của nhà họ Liễu, từ nay về sau không còn vướng bận gì nữa. Nhóc Xuyên, cảm ơn anh, ngày mai chúng ta trở về Vân Môn đi. Liễu Linh Linh bình tĩnh nói. Dương Bách Xuyên cười, được, ngày mai chúng ta sẽ trở về,
đúng lúc vài ngày sau có đại hội tiên thiên luận đạo, anh cũng phải trở về sắp xếp một chút. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên vươn tay nắm lấy tay Liễu Linh Linh. Tuy nhiên, một tay nắm lấy không khí, Liễu Linh Linh xoay người rời đi, nói một câu, em hơi mệt, đi nghỉ ngơi trước. Nói xong, cô xoay người lên lầu. Tay Dương Mỗ vươn lên giữa không trung, trong lòng lạnh lẽo. Nhìn bóng lưng Liễu Linh Linh rời đi, trong đầu hiện lên lời nói của sư phụ Vân Thiên Tà, cắt đứt hồng trần để gia nhập tu chân, sau này cô sẽ càng ngày càng lạnh lùng. Đương nhiên đây là nói một cách dễ nghe, còn nói một cách khó nghe chính là Liễu Linh Linh sau này sẽ càng ngày càng vô tình, càng ngày càng lạnh như băng, từ chối người ngoài ngàn dặm. Chẳng lẽ hiện tại đã bắt đầu sao? Dương Bách Xuyên âm thầm kêu rên, nhưng anh cũng không có biện pháp, ông già nói, với tâm trạng của Liễu Linh Linh hiện tại thì không thể ép buộc cô làm gì cả. Nghĩ đến sau này Liễu Linh Linh sẽ biến thành tâm địa lạnh như băng, trong lòng Dương Bách Xuyên lại nghẹn đến hoảng hốt. Trong lòng hận Liễu Tử Quân thấu xương, nếu bây giờ Liễu Tử Quân ở trước mặt anh sẽ dùng một nắm đấm đánh Liễu Tử Quân thành cặn bã, đều tại Liễu Tử Quân làm cho tâm trạng của Liễu Linh Linh thay đổi. Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, Liễu Tử Quân đã nhận chế tài của pháp luật, dù sao Liễu Tử Quân cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Mẹ nó, đây là chuyện gì vậy chứ? Dương Bách Xuyên lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào mật thất trong biệt thự và bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Ngày hôm sau, ba người Dương Bách Xuyên, Liễu Linh Linh, Ngô Mặc Thu cùng lái xe về Vân Môn, buổi trưa đã về đến. Dựa theo luật cũ, Dương Bách Xuyên dẫn Liễu Linh Linh đi bái pho tượng của sư phụ Vân Thiên Tà, sau đó giới thiệu Liễu Linh Linh với mọi người. Thăm hỏi bà nội xong, buổi tối Dương Bách Xuyên triệu tập mọi người để tuyên bố, 5 ngày sau sẽ đến Đại hội Tiên Thiên Luận Đạo ở Đông Bắc Trường Bạch Sơn. Lần này đi tới, Dương Bách Xuyên định dẫn theo tất cả những người có tu vi đạt tới cấp bậc tiên thiên đi, chính là để cho tất cả mọi người đi để tiếp thu kiến thức. Nhưng trong đội quân nữ ở Vân Môn, người đạt tới tiên thiên cũng chỉ có Lục Tuyết Hy và Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, cộng thêm một Ngô Mặc Thu, mấy người vẫn chưa tới trúc cơ, nhưng cũng nhanh thôi. Trong đó, sau khi hơn 2 tháng trước Độc Cô Vô Tình bế quan đã sử dụng tam chuyển kim đan, tu vi rốt cuộc cũng đột phá ngang cấp bậc của Lục Tuyết Hy, đạt tới trúc cơ tầng 9, Triệu Nam trải qua hơn 2 tháng bế quan, tu vi cũng đến trúc cơ tầng 6, cái này cũng liên quan đến chuyện Dương Bách Xuyên cho cô số lượng lớn đan dược. Ngô Mặc Thu vẫn có thể ngang với tiên thiên tầng 7, tiếp theo chính là đạo trưởng Phương, tu vi cũng đến trúc cơ tầng 3. Những người khác tu vi cũng đều không tệ, tăng lên rất nhiều, nhất là Khư Vân và Trần Bảy Roi đã sắp trúc cơ rồi. Trừ mấy người này ra, còn lại những võ cổ giả tán tu mới gia nhập Vân Môn cũng có thể đi, đều là người Phong Thiên Nhai trải qua quá trình chọn lựa cẩn thận tìm tới. Hiện tại cả đám đều cung phụng Vân Môn. Ngoại trừ Phong Thiên Nhai và ba người lúc trước ở đảo Hồng Kông cùng nhau chiến đấu với nhà họ Hồng là người chính thức của Vân Môn, những người khác sau này tiến vào Vân Môn tán tu, đều phải có cống hiến cho Vân Môn mới có thể trở thành đệ tử chính thức của Vân Môn. Trong thời gian hơn 2 tháng, Phong Thiên Nhai đã tìm tới võ cổ giải tán tu có tu vi 86 mạng đạt tới tiên thiên, đây là nhân số sau khi Phong Thiên Nhai trải qua sàng lọc nếu không suy nghĩ về nhân phẩm. Phong Thiên Nhai nói, sẽ có ít nhất hơn 200 tán tu gia nhập Vân Môn. Chỉ trách Vân Môn đưa ra điều kiện quá mức ưu đãi, mỗi tháng có tổng cộng 5 viên đan tụ khí và đan bồi nguyên cộng lại, đây chỉ là phúc lợi vừa mới gia nhập Vân Môn, giống như Phong Thiên Nhai và ba người khác trước đó. Hiện tại Dương Bách Xuyên đều đối đãi với mọi người trong Vân Môn như nhau, tài nguyên tu luyện đều là ưu tiên, điều này làm cho những tán tu khác rất thèm khát, anh đều định để bọn họ thể hiện ở Đại hội Tiên Thiên Luận Đạo. Tranh thủ sớm ngày trở thành môn đồ chính thức của Vân Môn. Chỉ trách Vân Môn bày ra tài nguyên tu luyện quá mức phong phú đối với đám tán tu bọn họ, lăn tăn tiến vào Vân Môn, sau khi đạt được công pháp tu luyện sẽ làm cho những người này điên cuồng vài lần, các loại kỹ thuật đánh nhau của cấp bậc tiên thiên, thậm chí còn có thần thông. Đều cần bọn họ cống hiến cho Vân Môn mới có thể tu luyện. Có những người tán tu này gia nhập, Vân Môn có thể dùng từ tăng vọt để hình dung về thực lực và thế lực, mạnh mẽ chưa từng có. Hiện tại Dương Bách Xuyên tin tưởng, thế lực Vân Môn sẽ không kém bất luận một tông môn cổ xưa nào. Đối với 86 tán tu mới gia nhập, làm cho Dương Bách Xuyên vui vẻ muốn chết, cùng ngày liền tuyên bố Phong Thiên Nhai là trưởng lão của Vân Môn, trưởng quản có tay nghề lãnh đạo. Sau khi đông người, các loại quy tắc cũng lần lượt xuất hiện trong Vân Môn đều do một tay Lục Tuyết Hy xử lý. Trước kia cô ở Sơn Hải Giới cũng chính là người đứng đầu một cung, đối với số người ở Vân Môn này,
muốn quản lý cũng không tốn nhiều sức, trong đầu có không ít thủ đoạn quản lý tông môn. Từ sau khi Vân Môn xuất hiện quy tắc, Dương Bách Xuyên đi tới nơi nào cũng nghe một tiếng cung kính chào môn chủ, điều này ngược lại làm cho anh rất không quen, phất tay để cho người khác tùy ý, gọi tên anh hoặc là nhóc Xuyên đều được, gọi môn chủ gì đó thật sự rất không quen. Nhưng mà sau khi bị Lục Tuyết Hy nhìn thấy, cô lại hung hăng phê bình một trận. Lục Tuyết Hy là người tạo ra rất nhiều quy tắc ở Vân Môn, cô đương nhiên không hy vọng Dương Bách Xuyên lực lượng nòng cốt đi đầu Vân Môn bị phá hỏng, cho nên sau khi Lục Tuyết Hy nhìn thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên không vui. Ví dụ như hiện tại, sau khi Lục Tuyết Hy tìm được Dương Bách Xuyên câu đầu tiên chính là, bà đây không làm nữa, chức trưởng lão hình đường Vân Môn anh thích tìm ai thì tìm, tôi đi. Dương Bách Xuyên sửng sốt, tối sầm mặt nhìn Lục Tuyết Hy. Đương nhiên trong lòng có thể rõ ràng bà cụ non này đang oán giận mình quá tùy ý ở trước mặt đệ tử Vân Môn, phá hủy quy tắc huy vọng mà cô vất vả thành lập. Đối mặt với Lục Tuyết Hy, Dương Bách Xuyên thật sự có hơi đau đầu. Tuy anh nói là sẽ dùng ấn kỳ nô bộc để khống chế linh hồn của Lục Tuyết Hy, nhưng cho tới bây giờ Dương Bách Xuyên chưa từng coi chị em bọn họ là nô bộc mà sai khiến. Mà Dương Bách Xuyên cũng rất hiểu rõ, hai chị em nhà họ Lục, tính cách Lục Tuyết Hy mạnh mẽ. Còn Lục Phú Thư lại mềm mại như cừu, ngày thường nói chuyện cũng là do chị gái Lục Tuyết Hy làm chủ. Đối với Lục Tuyết Hy Dương Bách Xuyên thật sự là không thể làm gì, bởi vì Lục Tuyết Hy muốn tốt cho Vân Môn, mới lập ra quy tắc, hy vọng anh tuân thủ. Bây giờ anh lại bày ra thái độ không để ý, cuối cùng cũng chọc giận Lục Tuyết Hy. Dương Bách Xuyên thật sự rất lo lắng liệu cô ta có vì chuyện này mà bỏ mặc Vân Môn hay không, từ khi Vân Môn thành lập đến bây giờ. Người thật sự chân chính quản lý Vân Môn đều là do Lục Tuyết Hy, tuy anh là môn chủ nhưng căn bản không có giáo dỗ đám đệ tử của Vân Môn. Mỗi lần đều lấy công pháp gì đó, viết xong trực tiếp ném cho Lục Tuyết Hy, cũng chỉ để lại một câu nói bảo cô ta đi dạy cho đệ tử Vân Môn. Ngay cả mấy người phụ nữ cũng là do Lục Tuyết Hy tự tay dạy dỗ. Cục diện hôm nay của Vân Môn thật sự là không thể không có Lục Tuyết Hy. Dương Bách Xuyên biết Lục Tuyết Hy đang giận dỗi, cười ha ha nói. Vậy có cái gì bất mãn cô cứ việc nói, đừng có kiểu giận dỗi được không? Ngài nói gì? Lục Tuyết Hy trừng mắt nhìn Dương Bách Xuyên, sau một giây lúc này muốn châm thùng thuốc súng lên người Dương Bách Xuyên mà chút giật. Ngài nói xem, tôi vất vả mệt mỏi làm trâu làm ngựa cho ngài, hao phí tâm tư quản lý môn quy cho Vân Môn, còn ngài vừa mới trở về mấy ngày đã đánh sập những tích lũy và uy vọng mấy người chúng ta rất vất vả mới tích lũy được. Còn ngài Dương Bách Xuyên muốn làm cái gì? Vốn dĩ những chuyện này là phải môn chủ ngài quan tâm. Nhưng ngài mặc kệ thì thôi, còn mang theo nước lạnh hắt lên. Bây giờ bởi vì có Phong Thiên Nhai cũng với tán tu gia nhập Vân Môn, đã không còn là một ngôi nhà lớn có quy củ, mất đi mục đích thành lập một tông môn như dự kiến. Không có uy tín và quy củ của tông môn, một khi xảy ra chuyện, chính là vấn đề lớn. Trước kia khi tôi còn ở Sơn Hải Giới, tôi thấy nhiều có rất nhiều tông môn, bởi vì môn quy lỏng lẻo. Cuối cùng đều biến mất ở trong lịch sử dài đặc. Trước kia ở Sơn Hải Giới, tôi và tông môn giao hảo một thế lực, cũng chỉ vì một tên đệ tử không theo môn quy, trêu chọc một thế lực lớn, kết quả cuối cùng là, trên dưới 506 người tông môn đều bị diệt hết trong mấy ngày, toàn bộ đều bị người ta tàn sát, cũng bởi vì một tên đệ tử không chịu làm theo môn quy, dẫn đến hậu quả diệt môn. Vì sao lại không có đệ tử nào canh gác cửa, không chịu nghe theo môn quy? Cũng bởi vì bọn họ là đệ tử của một tông môn cao thượng nào đó, đồng thời cũng giống như ngài không có quan niệm môn quy, không biết làm gương thì có thể làm tấm gương cho các đệ tử khác noi theo sao. Còn ngài thì ngược lại, người ta gọi ngài một tiếng là môn chủ, ngài muốn đáp lễ lại cho người ta, cũng rất bình thường, nhưng ngài lại giống như những đệ tử của ngài vậy, còn cợt nhả người ta rồi tạo thành một trận chiến vô ích, xong lại há mồm ngậm miệng bảo đừng để người ta dạy xấu. Dương Bách Xuyên tôi nói cho ngài biết, người đứng đầu như ngài còn không quan tâm, người khác sẽ càng không để ý, ngày đó nếu như xảy ra chuyện ngài cũng đừng hối hận, bây giờ Vân Môn cộng thêm người chúng ta, nếu như không đoán nhầm là một thế lực tiên thiên cấp bậc gần trăm người, không phải thế lực nhỏ. Ngài nói tôi gây rối để khiến cho ngài không biết làm gì sao. Tôi là một kẻ ác ở phía trước, còn ngài là một người đàn ông tốt ở phía sau. Còn bảo là hợp tác với tôi không được cái gì sao. Lục Tuyết Hy càng nói càng kích động, chỉ vào mũi Dương Bách Xuyên mà mắng. Dương mỗ thật sự là không nghĩ tới nhiều như vậy, bây giờ nghe Lục Tuyết Hy oán giận một trận như vậy, ngẫm lại đúng là còn có chuyện như này, nhanh chóng xin lỗi Lục Tuyết Hy.
Trong lòng anh hiểu rõ, Lục Tuyết Hy thật lòng muốn tốt cho Vân Môn, vì tốt cho mọi người, ngẫm lại cũng đúng, có người này cũng sẽ có người kia, bây giờ người của Vân Môn chắc chắn đang rất hỗn loạn, không có quy củ, chuyện này thật sự là quan trọng. Đưa ra lời thề với Lục Tuyết Hy, về sau chắc chắn sẽ không lỏng lẻo, sẽ cố gắng phối hợp với công việc của cô ta, hình phạt trưởng lão Vân Môn và truyền thừa trưởng lão, đều là một vai Lục Tuyết Hy gánh vác, cô ta thật sự là không dễ dàng. Đều là vì muốn tốt cho Vân Môn, cho dù hôm nay Lục Tuyết Hy muốn đánh anh cũng cam tâm tình nguyện không đánh trả. Nói cho cùng cũng cam đoan nhiều lần, cuối cùng Lục Tuyết Hy tức giận, hừ một tiếng quay đầu bỏ đi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới lau mồ hôi lạnh, đi về phía núi chính, bà cô này nghiêm túc hẳn lên, thật sự là khiến anh có hơi chột dạ, thật sự là sợ cô ta sẽ không làm nữa. Thế lực Vân Môn càng mạnh, anh cũng phải điều chỉnh tâm tính của mình. Làm một người có đủ tư cách là môn chủ, bây giờ anh là người đứng đầu trong một gia đình có hơn 100 người, anh cần phải có trách nhiệm hơn nữa. Sau khi lên núi Dương Bách Xuyên vẫn đi về phía đá lớn ngày thường của Tửu Tiên lão đầu, tuy rằng lần trước khối đá lớn này bị đánh nát bởi cuộc chiến đánh nhau cùng Chiêm Khánh Nhân, nhưng không biết Tửu Tiên lão đầu lại lấy một tảng đá lớn từ nơi nào, vẫn như trước nằm ở trên đó mà uống rượu mỗi ngày. Nhóc Xuyên này có sự thay đổi nha. Vừa mới đi tới trước mặt Tửu Tiên lão đầu, ông ta có thể chậm rãi nói ra một câu như vậy. Không biết vì sao, Dương Bách Xuyên nghe thấy được câu không giải thích được của Tửu Tiên lão đầu như vậy, trong lòng có hơi phiền não. Nhảy lên tảng đá lớn, nhận lấy bầu rượu từ trong tay Tửu Tiên lão đầu, hung hăng uống một ngụm, mới nhìn ông ta hỏi, trong lời vừa nói của ông, có gì thay đổi sao? Lão Phu nghĩ cậu có lẽ đã nghe nói về Sơn Hải giới rồi đúng chứ? Tửu Tiên lão đầu vẫn nằm không mở mắt ra nói. Cơ thể Dương Bách Xuyên chấn động, trong lòng âm thầm nói, quả nhiên, ông già này biết Sơn Hải giới, ông ta ở Vân Môn lâu như vậy, sợ là có hơi biết về tình huống của chị em Lục Tuyết Hy. Biết một chút, nhưng không nhiều. Dương Bách Xuyên loáng thoáng đoán được, hôm nay Tửu Tiên lão đầu có thể nói ra một ít bí văn, đối với ông ta Dương Bách Xuyên rất tín nhiệm, tình cảm giữa hai người đã thành anh em kết nghĩa, cũng không có gì giấu giếm nhau. Lúc này Tửu Tiên lão đầu ngồi dậy mở mắt nhìn Dương Bách Xuyên nói, cậu nghe Lục Tuyết Hy nói đúng chứ? Ừ, Dương Bách Xuyên gật đầu, quả nhiên ông ta biết chị em Lục Tuyết Hy và Lục Vũ Thư. Tửu Tiên lão đầu uống một ngụm rượu nhìn chân trời nói, thời cổ đại trên trái đất, thật ra rất lớn, vô cùng lớn, về sau có người chia trái đất, chia làm hai thế giới trong ngoài, nội giới gọi là Sơn Hải giới, là một đám người tu chân cầu tiên, ngoại giới chính là thế giới hiện tại của chúng ta. Ngoại trừ võ cổ giả chính là người bình thường, những thứ này có lẽ cậu cũng đã biết. Nói thật, võ cổ giả và người bình thường vốn là một thể, trong mắt đám người Sơn Hải giới, võ cổ giả và người bình thường không có gì khác nhau, đều là con kiến hôi, bọn họ quá mạnh mẽ. Lần này đại hội tiên thiên luận đạo, Sơn Hải giới có thể sẽ có người tới, cho nên thế giới này sẽ thay đổi, vốn dĩ con đường vẫn sẽ là đóng cửa, nhưng hiện tại có người lại muốn đả thông con đường này. Để cho người bên Sơn Hải giới lại đây, trong những người này có kẻ thù của cậu, thần tông nước ngoài và M Nguyệt Môn. Dương Bách Xuyên nghe thấy Tửu Tiên lão đầu, sẽ có người Sơn Hải giới tới, cũng rất sửng sốt, nhưng có hơi không hiểu, liền hỏi, đến thì đến, chuyện này cũng không có việc gì chứ. Con nghe nói hai giới trong ngoài vốn là một thể, có lẽ là sẽ không có ảnh hưởng đối với chúng ta bên này chứ. Hơn nữa, ông già, làm sao người biết tất cả những chuyện này? Tửu Tiên lão đầu cười lạnh một tiếng nói, thằng nhóc cậu thật sự không rõ, hay là đang giả vờ hồ đồ. Người từ Sơn Hải giới đến đây đối với trái đất chúng ta mà nói chính là đại họa, lão phu cũng vừa nói, trong mắt đám người bọn họ người bên chúng ta đều là con kiến hôi, vậy cậu nói xem đến lúc đó sẽ như thế nào. Sơn Hải giới cũng không phải là một thế giới có pháp chế, mà là nơi tu chân cầu đạo sinh linh tụ tập, có người có yêu quái, cậu nói xem, những người này một khi tiến vào trái đất. Sẽ như thế nào? Một người không có khái niệm pháp lý của thế giới, tiến vào một thế giới pháp lý tập trung người bình thường, hoặc nói cách khác, một bên có được lực lượng hủy diệt trời đất, một bên là tay không vũ trang, sẽ như thế nào? Đến lúc đó chính là máu chảy thành sông. Cậu, lão phu, hắn, tất cả chúng ta đến lúc đó đều là thịt cá con non, những người này một khi tiến vào thời đại này của chúng ta, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, thế giới sẽ đại loạn. Cậu nói xem đến lúc đó sẽ như thế nào. Trong lịch sử, người của Sơn Hải giới nhiều lần tới trái đất, mỗi một lần đều tạo thành sinh linh đồ thán, bọn họ sẽ thành lập vương triều,
có người biết tu luyện tà công, nhiều loại vân vân, xa không nói, mỗi một đời vương triều Hoa Hạ ta thay đổi sau lưng đều có bóng dáng của những người này, ảnh hưởng đến vận mệnh ngàn vạn người. Vốn thông đạo nối liền Sơn Hải giới bị hạng người đại năng giả đóng lại, nhưng hiện tại vẫn có người chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn tìm kiếm phương pháp mở con đường của Sơn Hải giới. Lão Phu nhận được tin tức, Đại hội Tiên Thiên Luận Đạo lần này, có người đã nắm giữ biện pháp mở con đường, muốn đả thông con đường giữa Sơn Hải giới và trái đất, muốn thả người bên kia sang. Cậu cho rằng cậu giết người của Thần Tông và M. Nguyệt Môn, vì sao lâu như vậy người ta cũng không có động tĩnh? Bọn họ không ra tay xử lý cậu, là vì bọn họ đang bắt tay chuẩn bị chuyện thông đả con đường Sơn Hải giới. Đoán chừng, trong Đại hội Tiên Thiên Luận Đạo, bọn họ sẽ làm khó cậu, mọi chuyện khẩn cấp, ngày mai Lão Phu sẽ đi, muốn ngăn cản một số người, làm ra chuyện tổn hại đến văn minh lần này, vốn dĩ còn tưởng rằng có thể kéo dài 3 năm, bây giờ xem ra, người tính không bằng trời tính. Trong lúc Tử Tiên Lão Đầu nói chuyện, tràn đầy lo lắng. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng hết hồn, nhưng vẫn nghe không hiểu rõ như cũ, hoặc là nói, Tử Tiên Lão Đầu không có nói rõ ràng, người khác mở ra, còn ông ấy lại đi ngăn cản vì sao? Chờ một chút, các nghi vấn đều ở trong lòng. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên hỏi, Đại trưởng Lão, có phải người đã đi qua Sơn Hải giới hay không? Chưa từng đi, nhưng hiểu rất rõ. Tử Tiên Lão Đầu vừa uống rượu vừa nói. Dương Bách Xuyên trợn mắt, người nói kiểu gì thế, chưa đi qua thì làm sao quen thuộc được. Chuyện này có gì lạ đâu, nghe nhiều thì tự nhiên quen thuộc thôi. Tử Tiên Lão Đầu lau sạch rượu trên khóe miệng rồi nói, phong hào thập đại tiên thiên của giới võ cổ đều biết Sơn Hải giới, có số ít người đã chết rồi, nhưng càng có nhiều người canh giữ hoặc nói đúng ra là bảo vệ thông đạo nối tới trái đất, chúng ta không hy vọng người bên đó tới đây. Vì sao? Dương Bách Xuyên hết sức khó hiểu, đúng ra. Võ cổ giả thiếu tài nguyên tu luyện, càng thiếu công pháp tu chân, nếu như có thể liên lạc với Sơn Hải giới, không phải bọn họ sẽ có lợi hơn hay sao? Sau khi bày tỏ thắc mắc trong lòng, Dương Bách Xuyên nhận được một đáp án không thể tưởng tượng nổi. Tử Tiên Lão Đầu lại thở dài nói cho cậu biết vậy, sau khi trái đất bị chia thành hai thế giới, theo thời gian trôi qua, nội giới và ngoại giới trở thành hai đoàn thể. Tương truyền, trên trái đất của chúng ta chôn giấu một đại đạo chi mê. Dường như có người ở Sơn Hải giới đã tìm được bí mật trên trái đất, đạt được sức mạnh một bước lên trời, hàng ngàn vạn năm qua, bọn họ vẫn chưa bao giờ từ bỏ, mỗi lần bọn họ vào trái đất, đối với chúng ta mà nói là thảm họa nặng nề, thứ duy nhất mà người ở Sơn Hải giới mang đến chỉ là tai họa. Vì thế, những bậc đời trước mới bắt đầu đánh trả, trong số đó, những người có tài năng xuất chúng đã phá hủy hoặc là phong ấn những thông đạo nối liền Sơn Hải giới và trái đất. Đương nhiên cũng có một số thông đạo không thể phá hủy, chỉ có thể dùng phương thức phong ấn. Ví dụ như, nơi bí mật của Tiên Thiên Luân Đạo, thực ra là thông đạo nối liền Sơn Hải giới và trái đất, núi Trường Bạch phía đông bắc lần này chính là một trong số đó. Trái đất đang tiến vào thời kỳ mạt pháp, linh khí trời đất ngày càng loãng, thông đạo phong ấn đã càng ngày càng mãnh liệt, chúng ta còn có thể bảo vệ 3 năm nữa, trước khi núi Trường Bạch ở đông bắc bị phá vỡ. Trong lúc bảo vệ thông đạo, Lão Phu đã bị ma khí ăn mòn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, sau này gặp được thằng nhóc cậu, còn lừa tôi trông nhà cho cậu, cả đời ta nghiện rượu bởi vì uống linh rượu của cậu lâu ngày, di chứng sau tẩu hỏa nhập ma dần dần hồi phục, nhưng ta không rời đi cũng không quay về Côn Luân, cậu biết vì sao không? Dương Bách Xuyên lắc đầu, vì sao? Bởi vì Lão Phu nhìn thấy được hy vọng từ trên người cậu, cậu không phải là tu chân giả tới từ Sơn Hải giới, cậu là người sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Không nhắc tới những thứ khác, cậu là người trọng tình nghĩa, biết báo đáp ân tình của người khác, đây cũng là lý do mà Lão Phu ở lại trông coi Vân Môn giúp cậu. Thực tế, trái đất có không ít tu chân giả tới từ Sơn Hải giới, nói đúng ra là hậu duệ của Sơn Hải giới, những người đó luôn muốn mở thông đạo để vào Sơn Hải giới, nhưng một khi mở thông đạo, đối với chúng ta ngày đó chính là thảm họa. Đợi Tử Tiên Lão Đầu nói xong, Dương Bách Xuyên hỏi, người hiểu bao nhiêu về tu chân giả? Không rõ lắm, chỉ biết tu vi và thủ đoạn của bọn họ rất thâm sâu, dù sao thì nếu võ giả cổ không đạt tới cảnh giới hư không thì sẽ rất khó chống lại tu chân giả. Tử Tiên Lão Đầu thành thật nói. Dương Bách Xuyên lại hỏi, vì sao người lại không tìm tu chân giả trên trái đất, còn nghĩ chắc hẳn sẽ còn một số tu chân giả đến từ Sơn Hải giới giống như chị em Lục Tuyết Hy. Cũng không phải là không có, nhưng rất ít, hơn nữa chúng ta không tin tưởng bọn họ được, thành thật mà nói.
trong mắt đám người Sơn Hải giới, tất cả mọi người trên trái đất như chúng ta chỉ là con kiến hôi. Trong lịch sử đã xảy ra không ít cuộc chiến giữa võ cổ giả và tu chân giới. Có điều, ở địa bàn của chúng ta, bọn họ cuối cùng cũng chỉ rước lấy thất bại. Điều này cũng có giới hạn, nếu như tu vi của người từ bên kia tới chưa đạt tới hư cảnh thì chúng ta vẫn có thể đối phó được. Đương nhiên tôi biết được những chuyện này từ điển tịch tông môn, trên bề nổi của trái đất ngày nay, hiển nhiên là có tu chân giả. Có điều tôi nghi ngờ bọn họ phát triển thế lực ở trái đất chính là vì muốn mở thông đạo, để người ở Sơn Hải giới qua bên này, nói trắng ra là trái đất chúng ta không có cường giả. Nếu như có một cường giả kim đan chân chính, cho dù người bên kia qua tới đây thì cũng sẽ không cần kiêng nể, bọn họ sẽ không dám giết người vô tội. À đúng rồi, tôi nhìn thấy trên điển tịch tông môn, cường giả kim đan của tu chân giới, rõ ràng là giống cảnh giới hư cảnh của võ giả cổ chúng ta, nhưng vì sao lại không cùng đẳng cấp, đối thủ tu chân giả kim đan? Cậu biết cái này không? Dứt lời, Tử Tiên lão đầu nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, cái này thì con biết. Nguyên nhân là gì? Tử Tiên lão đầu nhìn Dương Bách Xuyên không chớp mắt. Thiên khiếp Dương Bách Xuyên híp mắt nói. Thằng nhóc cậu quả nhiên biết, xem ra lão phu không nhìn nhầm người rồi. Tử Tiên lão đầu cười nói. Lão đầu, con biết người đang thăm dò con, chúng ta đừng nói nhảm nữa, mau nói cho con biết, người muốn con giúp như thế nào. Đại trưởng lão giúp con nhiều lần như vậy, chỉ cần con có thể làm được thì nhất định sẽ đồng ý. Xem như là trả nợ ân tình cho người. Dương Bách Xuyên nhìn Tử Tiên lão đầu nói. Được, rất thẳng thắn. Tử Tiên lão đầu cười rồi nói, nếu như đại hội luân đạo núi ở núi Trường Bạch lần này, có người muốn cưỡng ép mở thông đạo, tôi hy vọng cậu sẽ giúp tôi bảo vệ thông đạo. Lão đầu, thực lực của con còn không mạnh bằng người, đùa nhau đấy à? Anh trợn mắt nói. Ha ha, mặc dù thằng nhóc cậu hiện tại là tiên thiên tầng 9, nhưng thực lực của cậu đã rất gần hư cảnh rồi. Tôi tin cậu còn có chuẩn bị, quan trọng cậu là một tu chân giả, có thể xem giúp tôi trận pháp, thông đạo kia có trận pháp rất phức tạp, đây là thủ đoạn của tu chân giả, chúng ta không ai xem hiểu cả, còn những tu chân giả khác đang sống trên trái đất, có lẽ bọn họ sẽ hiểu, nhưng lão phu không tin được. Được, chuyện đánh nhau thì đừng tìm con, còn xem trận pháp thì may ra con còn xem được, con tự biết bản thân mình đang ở đâu, nếu như chiến đấu cùng cấp bậc, con quả thật rất có lòng tin. Nhưng với võ cổ giả hư cảnh, con không nắm chắc. Dương Bách Xuyên có sư phụ Vân Thiên Tà ở đây, xem trận pháp chỉ là vấn đề đơn giản, hơn nữa anh cũng sẽ đi xem thử cái gọi là thông đạo. Quyết định vậy nhé, hy vọng thằng nhóc cậu giữ lời hứa, hôm nay lão phu sẽ rời đi trước, ta còn việc quan trọng phải làm, hẹn gặp ở núi Trường Bạch, đến lúc đó ta sẽ tới tìm cậu. Tử Tiên lão đầu nói xong liền rời đi, quả nhiên là dứt khoát. Ngay lập tức ông bước ra một bước, thoáng chốc đã biến mất. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cười khổ không thôi, lời còn chưa nói hết, lão đầu này cứ vậy mà đi mất. Anh lắc đầu lẩm bẩm, Tử Tiên lão đầu vội vã như vậy, xem ra là sắp đại biến rồi. 3 ngày sau, Dương Bách Xuyên dẫn theo người xuất phát, tới sân bay Cố Đô tụ hợp với người của Võ Đang, cùng nhau tới núi Trường Bạch. Bởi vì Tử Tiên lão đầu rời đi, điều này khiến Dương Bách Xuyên phải dẹp bỏ ý nghĩ phong lưu một phen. Lần này anh mang theo 10 người, vốn dĩ anh định mang tất cả tiên thiên của Vân Môn đi cùng, cộng lại là hơn 80 người. Nhưng Tử Tiên lão đầu lại đi trước, anh phải suy nghĩ tới vấn đề an toàn của Vân Môn, anh sợ có chuyện gì xảy ra, nếu như kẻ địch lợi dụng sơ hở tới đối phó với Vân Môn thì sẽ rất phiền toái. Vì vậy Dương Bách Xuyên chỉ dẫn theo 10 người, anh không mang Lục Tuyết Hy và Triệu Nam theo là vì sợ xảy ra nguy hiểm, theo như Tử Tiên lão đầu nói. E là tiên thiên luân đạo lần này sẽ không yên bình. Anh chỉ dẫn theo Ngô Mặc Thu bên mình, và 9 võ giả cổ tán tu, ngoài ra còn có linh thú 3 đầu. Thiên Tuyệt từng nói, đại hội tiên thiên luân đạo thực ra là tới thám hiểm bí địa ở núi Trường Bạch, mục đích mang theo linh thú 3 đầu đương nhiên là để giúp anh tìm bảo vật. Thiên Tuyệt đã bố sắp xếp máy bay, thể hiện thế lực của võ đang ở thế tục, chiều cùng ngày hôm đó, nhóm người họ đi đến tỉnh Cát Lâm, sau đó ngồi xe bus tới đó. Dựa theo cách nói của Thiên Tuyệt, luân đạo chân chính nằm trong một thung lũng nào đó ở núi Trường Bạch. Hoặc lối vào bí địa ở vực sâu. Lúc đi thì vẫn phải từ ngoài tiến vào. Khu thắng cảnh núi Trường Bạch nằm ở phía đông nam của tỉnh Cát Lâm, đông nam tiếp giáp với Triều Tiên. Đây là một khu du lịch cấp A quốc gia, nhưng cũng là cái nôi của người Mãn Châu, được biết đến như một thánh địa vào thời nhà Thanh. Có thung lũng,
rừng sâu nguyên thủy, núi lửa đang ngủ say, đỉnh núi đóng băng quanh năm, và vô số những điều kỳ diệu khác do thiên nhiên tạo ra. Nguồn gốc sâu xa của núi Trường Bạch cũng khá lâu đời, từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc núi Trường Bạch được gọi là núi Bất Hàm, thời Bắc Ngụy thì gọi là núi Thái Bạch, tới thời Liêu Kim thì lấy tên núi Trường Bạch, kéo dài cho tới ngày nay. Trong lịch sử, núi Trường Bạch có rất nhiều tên khác nhau, phản ánh hiểu biết của tổ tiên dân tộc Trung Hoa đối với núi Trường Bạch, đồng thời cũng phản ánh mối quan hệ của quốc gia với núi Trường Bạch. Có về số tin đồn và thần thoại kể về dãy núi Trường Bạch, chung quy là vẫn tràn đầy huyền bí. Dương Bách Xuyên cũng không ngạc nhiên khi nơi này có thể xuất hiện bí đạo nối thông sang Sơn Hải giới. Võ Đang và Vân Môn cộng lại chừng 20 người đi tới khu thắng cảnh, Thiên Tuyệt dẫn đầu mọi người bước, đi theo một đường thẳng từ Nam tới Bắc ở trung tâm thác nước, xuyên qua cảnh khu bước vào rừng rậm, ở đây ít người hơn rất nhiều. Có điều, thi thoảng cũng sẽ gặp một vài du khách đeo ba lô, nhưng là võ giả cổ, theo như lời Thiên Tuyệt nói, những người này đều là người của gia tộc cổ võ. Đồng thời Đại hội Tiên Thiên Luân Đạo cũng mở ra với họ. Sau khi đi được chừng 10 dặm, trước mắt họ xuất hiện một sơn cốc, lúc này, người ở đây cũng nhiều hơn, chắc chắn bọn họ đều là võ cổ giả tiên thiên chạy tới tham gia Đại hội Võ Cổ. Thiên Tuyệt nói với Dương Bách Xuyên, sư tổ đi tới cuối sơn cốc này sẽ xuất hiện một vách đá bị nuis, đó là một nơi rất kỳ quái, quanh năm đều xuất hiện lốc xoáy. Khi khảo nghiệm thực lực cần phải nhảy qua vết nứt 9 mét để nhảy sang phía đối diện thì mới đến được nơi tập hợp của Đại hội Tiên Thiên Luân Đạo. Tới khi đó nhất định phải cẩn thận, dưới cơn lốc xoáy, nếu thực lực yếu hoặc không may sơ sẩy một cái sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đã biết, đến khi đó ông nhắc nhở mọi người một chút, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Vâng. Cũng giống như Thiên Tuyệt, khi những người khác đến cuối thung lũng, quả nhiên là xuất hiện một vách đá. Đối diện là một mỏm đá bằng phẳng, nơi này trông giống như một ngọn núi đã bị một thanh kiếm sắc bén chém ra tạo thành một vực thẳm. Khoảng cách giữa hai bên là 13 mét, không có cầu bắc ngang hoặc các biện pháp khác, chỉ có thể nhảy qua. Cách từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng gió lớn như tiếng hổ gầm, đó chính xác là cơn lốc mà Thiên Duyệt đã nhắc tới, xem ra uy lực không nhỏ. Xét theo gió và bụi đất thổi lên, có thể thấy cơn lốc này xoáy thẳng lên trời. Bọn họ muốn phi hành là điều không thể. Chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân, nhảy sang phía đối diện, trong lúc vượt qua phải chống đỡ được sức mạnh của cơn lốc, chỉ cần cơ thể mất đi thăng bằng thì sẽ rơi xuống vực thẳm. Sau khi đoàn người Dương Bách Xuyên tới nơi này, phát hiện ở đây đã có tới 20-30 người. Thiên Tuyệt giới thiệu, sư tổ, nhóm bên kia là người nhà họ Hồ ở Đông Bắc, bọn họ là gia tộc xuất chúng, có tin đồn nhà họ Hồ nuôi một thần thú, gia tộc này cũng rất thủ đoạn. Thực lực và thế lực của họ chỉ đứng sau tông môn cổ xưa, đặc biệt là ở biên giới Đông Bắc quả thật không có một ai dám trêu chọc tới nhà họ. Nghe nói nhà họ Hồ có một lão quái vật sống từ đời Khang Hy tới bây giờ, rất có thể tu vi của người đó còn vượt qua cả tiên thiên. Mà từ sau khi kiến quốc, nhà họ Hồ đã giàu có và thịnh vượng, tiên thiên xuất hiện liên tục, gia chủ hiện tại của họ đã bước vào tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Trong thế hệ trẻ, nhà họ Hồ cũng chiếm một ghế trong bảng thập đại yêu nghiệt. Có một hậu bối tên là Hồ Tiên Nhi, xếp thứ tư không bảng xếp hạng, đáng tiếc là võ đang của ta bị đứt đoạn. Võ đang quả thật là sa sút, nhưng căn cơ của võ đang vẫn không hề thay đổi, cấm địa chính là sức mạnh của võ đang, cái thua kém chỉ là thế hệ trẻ không có hạng người thiên tài xuất hiện, đương nhiên hiện tại đã được Dương Bách Xuyên đào móc ra hoặc là nói có ý bồi dưỡng. Đồ đệ của Trần Phong Tử Viên Tiểu Lôi, 10 năm nữa thôi, tên nhóc đó chắc chắn sẽ trở thành niềm tự hào của võ đang. Than thở cái gì, võ đang có Viên Tiểu Lôi là đủ rồi. Dương Bách Xuyên cười nói. Đúng đúng đúng, Tiểu Lôi nhà chúng ta không tệ, ha ha. Trần Phong Tử nhắc tới đồ đệ của mình, vẻ mặt anh ta không giấu nổi sự đắc ý. Đối với việc tu luyện của Viên Tiểu Lôi, quả thật có thể dùng hai từ thần tốc để hình dung, cậu ta đúng thật là sắp đột phá tới tiên thiên rồi. Anh khoe khoang cái gì, đây đều là công lao chỉ điểm của sư tổ, nếu không, anh có thể khiến Viên Tiểu Lôi tu luyện thần tốc sao? Vẻ mặt Minh Giác chua xót nói. Ha ha, chính là công lao của sư tổ, thằng nhóc nhà cậu phúc khí tốt. Thiên Tuyệt cũng trêu ghẹo Trần Phong Tử. Không cần mấy người nhắc, tôi sẽ không bao giờ quên đại ân của sư tổ. Trần Phong Tử nói. Dương Bách Xuyên cười, anh biết ba người họ đang thi nhau vuốt mông ngựa, Viên Tiểu Lôi có thiên phú, cũng có vận may, may mắn và tài năng là không thể thiếu trong con đường tu luyện, đôi khi vận may còn quan trọng hơn. Về Viên Tiểu Lôi, các người phải bồi dưỡng thật tốt,
võ đang có xuất hiện yêu nghiệt hay không cũng dựa vào cách đào tạo cậu, cần hơn nữa là bản thân cậu ta phải chăm chỉ luyện tập. Còn ba người, Thiên Tuyệt và Trần Phong đều sắp bước vào tiên thiên 9 tầng, cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, con đường tu hành không tiến tất thối, Minh Giác cũng không tệ, tiên thiên tầng 7, chăm chỉ nỗ lực, tương lai thành tựu của ba người sẽ càng cao hơn. Vẫn cần phải cảm tạ sư tổ, nếu như không có đan dược của sư tổ, chúng ta cũng không tiến bộ được nhanh như vậy, đại ơn đại đức của sư tổ chúng ta sẽ không bao giờ quên. Ba người Thiên Tuyệt chân thành nói. Trong lúc nói chuyện, mấy người họ đã đi tới vách núi cao thẳng đứng, Dương Bách Xuyên nói với ba người họ, được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, nghĩ xem nên qua vách núi này thế nào đi. Vừa dứt lời thì có một giọng nói vang lên, Thiên Tuyệt huynh vẫn khỏe chứ? Dương Bách Xuyên nhìn qua, là một người trung niên nhà họ Hồ đang đi tới chào hỏi Thiên Tuyệt. Hóa ra là Hồ gia chủ, khách sáo rồi Thiên Tuyệt cũng đáp lại. Minh Giác ở một bên Dương Bách Xuyên nói, sư tổ, người kia là gia chủ nhà họ Hồ ở Đông Bắc Hồ Nhất Thu. Ừ, người này không đơn giản, khí tức trên người ông ta rất đặc biệt. Ánh mắt Dương Bách Xuyên nhìn về phía Hồ Nhất Thu, một giây sau mắt anh sáng lên, anh nhìn thấy một người con gái trong nhóm nhà họ Hồ, xinh đẹp như tiên nữ, không hề thua kém Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình. Sau khi Hồ Nhất Thiên và Thiên Tuyệt chào hỏi nhau, ông ta nhìn sang Dương Bách Xuyên, cười hỏi Thiên Tuyệt, vị này phong độ bất phẩm, nhìn không giống người của võ đang, Hồ Nhất Thu có lễ. Trong lúc nói chuyện, ông chắp tay chào hỏi Dương Bách Xuyên. Ha ha, vị này là Dương Bách Xuyên, có quan hệ sâu xa với trưởng giáo khai phái võ đang, là ta sư tổ của võ đang ta, ngoài ra còn là môn chủ Vân Môn. Thiên Tuyệt cười ha hả giới thiệu Dương Bách Xuyên. Ra mắt Hồ gia chủ, người ta cũng đã chào hỏi rồi, Dương Bách Xuyên đương nhiên không thể thất lễ được. Hóa ra là Dương Điên tiếng tăm lừng lẫy, nghe tiếng đã lâu uy danh Dương Bách Xuyên của Vân Môn, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, thất lễ Hồ Nhất Thu chắp tay với Dương Bách Xuyên. Không dám, đều là tiếng giấu, ha ha Dương Bách Xuyên cười nói, cái danh kia là hình thành từ giết người, có cái gì mà tiếng tăm. Có thể là Hồ Nhất Thu đã nghe qua nhưng tuyệt đối không phải là danh tiếng tốt gì, hơn nửa là danh xấu, có điều Dương Bách Xuyên cũng phớt lờ, dù sao lúc trước anh giết nhiều tiên thiên như vậy không phải vì răn đe hay sao. Ha 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 Dương đạo hữu đúng là tiêu sái, nhưng mà tôi thật tâm bội phục, cả giới võ cổ không một ai dám đắc đột tam đại tông môn, càng không dám tiếp nhận người tán tu, e là chỉ có duy nhất một mình cậu, chỉ dựa vào điều này, họ Hồ tôi kính nể Dương đạo hữu. Lần này lời của Hồ Nhất Tiên rất chân thành. Dương Bách Xuyên chỉ cười, anh cũng không quan tâm có kính nể thật hay không, dù sao thì anh đã dám làm thì chẳng sợ một ai cả, trong lòng anh hiểu rõ ý nghĩa của việc để tán tu trong thiên hạ tiến vào Vân Môn. Điều này khó tránh khỏi tông môn cổ xưa liên hợp lại chèn ép, nhưng vậy thì sao? Những vấn đề này Dương Bách Xuyên đã liệu từ trước. Chính xác là tán tu trong thiên hạ đều bị các tông môn lớn chèn ép. Thu nhận tán tu vào Vân Môn chính là vả vào mặt những tông môn cổ xưa kia, đây là chỗ có hại. Nhưng tất cả mọi việc đều có mặt xấu và mặt tốt, nếu Vân Môn không có hơn 80 tán tu kia, thế lực của bọn họ liệu có thể sánh vai được với những tông môn cổ xưa kia sao? Cho nên Dương Bách Xuyên sớm đã suy nghĩ tới chuyện này, anh cũng không có gì mà phải sợ cả, dù sao trong tông môn cổ xưa, anh đã đắc tội với thần tông. M. Nguyệt Môn và Phái Thanh Thành, anh cũng không ngại đắc tội thêm vài nhà nữa. Đằng nào thì cũng đã rồi. Hơn nữa, thực lực hiện tại của anh, chỉ cần đối phương chưa vượt qua tiên thiên, anh cũng không ngán ai cả, cho dù là chuẩn kim đan, cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Hiện tại, Dương Bách Xuyên đã là trúc cơ tầng 9, chỉ cần một bước nửa thôi anh sẽ là kim đan. Trong giới võ cổ, anh cũng xem như là đứng ở đỉnh cao. Tử tiên lão đầu nói, hư cảnh trong thiên hạ có thể đếm bằng đầu ngón tay. Sau khi hỏi han vài câu, Hồ Nhất Thiên nói, giờ chưa là lúc gió lốc yếu nhất, chúng ta vượt qua vách đá rồi lại ôn chuyện cũ. Dứt lời, ông đi về phía nhà họ Hồ, xem dáng vẻ có lẽ là đang dặn dò khi đi qua vách đá. Dương Bách Xuyên và đám người Thiên Tuyệt cũng nói cho mọi người biết nên vượt qua vách núi này thế nào. Vào lúc này, đột nhiên có người kêu thảm một tiếng. Theo bản năng tất cả mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy một người đã rơi xuống vực thẳm. Là người nhà họ Hoàng, thật đáng tiếc. Ai nói không phải, không thể xem thường gió lốc phía trước, anh ta nóng vội rồi. Chẳng phải thế sao, gió lốc có quy luật, ba hơi thở sẽ thổi một lần,
người nhà họ Hoàng không tính toán tốt thời gian. Thời gian tốt nhất là lúc gió thổi mạnh mới đúng. Mọi người bàn tán sôi nổi trong sân. Dương Bách Xuyên cũng giật mình, anh thấy người vừa rồi rơi xuống là võ cổ giả tiên thiên tầng 6, anh ta cũng không có sức phản kháng nào dưới cơn lốc xoáy, rơi thẳng xuống vực thẳm. Thu Nhi, em có vấn đề gì không? Dương Bách Xuyên lo nhất là Ngô Mặc Thu, tất cả tán tu đều thông qua chọn lựa, tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên tầng 8. Chủ nhân yên tâm, em là chân linh chi thể, sẽ không có việc gì đâu. Vậy thì tốt. Lúc này, Thiên Tuyệt nói, Hồ Nhất Thiên sắp qua vách núi rồi. Đối với việc tiên thiên tầng 9 đại viên mãn Hồ Nhất Thiên vượt qua vách đá, Dương Bách Xuyên cũng rất có hứng thú, anh nghiêng đầu qua nhìn. Hồ Nhất Thu nói với con cháu nhà họ Hồ phía sau mình xem cho kỹ như đang làm mẫu. Dương Bách Xuyên rất thích việc này. Tuy vừa mới biết Hồ Nhất Thu nhưng Dương Bách Xuyên có ấn tượng khá tốt với ông, anh cảm thấy Hồ Nhất Thu là một người có cá tính. Nhìn vào việc ông ta dẫn đầu làm mẫu cho con cháu nhà họ Hồ vào lúc này, có thể suy ra ông ta là một người có trách nhiệm với người nhà. Loại người này rất trọng tình cảm. Hồ Nhất Thu bước một bước phi tới, đột ngột nhào về một phía. Cũng chính vào lúc này, cuồng phong gào thét. Điều này cũng chứng minh những gì những người đó vừa nói là chính xác, nhảy vách đá vào lúc tiếng gió vang lên là an toàn nhất. Khi Hồ Nhất Thu ở giữa hai bên vách đá, Dương Bách Xuyên có thể thấy rõ rằng ông ta đang lung lay, hiển nhiên là do bị cơn lốc quét đến. Sắc mặt Hồ Nhất Thu không thay đổi chút nào, chân nguyên dao động quanh thân ông ta, trông có vẻ là đang chống đỡ sức mạnh của cơn lốc, cơ thể ông ta cũng lay theo chiều gió. Dương Bách Xuyên nhận ra chiêu di chuyển theo chiều gió của Hồ Nhất Thu dùng rất ổn, tương đương với việc mượn sức gió mà đi. Trong nháy mắt, Hồ Nhất Thu đã vững vàng dừng chân tại vách đá phía đối diện. Sau đó, ông ta vẫy tay với con cháu nhà họ Hồ, ý bảo bọn họ nhảy qua vách đá. Dương Bách Xuyên nói cho những người khác những chi tiết mình quan sát được từ Hồ Nhất Thu. Anh bảo bọn họ chờ lát nữa hãy dựa theo cách của Hồ Nhất Thu để nhảy qua vách đá, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dặn dò xong, anh ra hiệu cho đám Thiên Tuyệt dẫn đầu đi qua trước. Dù sao giữa hai vách đá cách nhau khoảng chừng mười mấy mét, một lần hoàn toàn có thể để 7-8 người đi qua mà không chen chút nào. Tiếp theo sau đó, đệ tử của Võ Đăng và Vân Môn nhảy qua vách đá từ bên trái, người của nhà họ Hồ nhảy qua vách đá từ bên phải. Nhờ có đám người Thiên Tuyệt đi đầu làm mẫu, hơn nữa có thêm một số chi tiết Dương Bách Xuyên quan sát được, mọi người đi qua rất nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cũng nhảy qua. Đúng lúc này, có một bóng hình xinh đẹp mặc đồ trắng nhảy qua trước anh một bước. Đúng là cô gái nhà họ Hồ anh đã nhìn thấy trước đó. Ở giữa không trung, hai người chỉ cách nhau khoảng một nửa người. Vào lúc đó, cô nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên, nhưng ánh mắt lại hơi lạnh lùng, tựa hồ còn chứa cả sự đối địch. Ngay sau đó, cô nàng quay đầu đi không để ý tới Dương Bách Xuyên nữa. Linh khí trên người cô nàng dao động mạnh hơn, thoáng cái đã vượt qua Dương Bách Xuyên. Nhưng vào đúng lúc này, một cơn lốc lớn quét đến. Dương Bách Xuyên chuyển động, chân khí tức khắc giảm bớt. Cô nàng phía trước thì thoáng lắc lư, nhưng cũng không chịu ảnh hưởng nhiều lắm mà vượt qua cơn lốc. Nhưng vào đúng lúc này, một chiếc khăn tay rơi khỏi người cô nàng mặc đồ trắng và bay về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nắm lấy khăn tay theo bản năng, xoang mũi truyền đến mùi thơm thoang thoảng. Trong chớp mắt, cô nàng mặc đồ trắng đã đứng ở phía bên kia vách đá. Khi qua đến đó, Dương Bách Xuyên vốn định trả khăn tay lại cho cô nàng, nhưng cô đã đi theo người nhà mà rời khỏi đó rồi. Anh lắc đầu lẩm bẩm, hình như anh đây còn chưa đắc tội gì cô đâu đó, tại sao lại nhìn tôi đầy đối địch như thế? Sư tổ, đối địch gì cơ? Trần Phong Tử sắp lại hỏi. Không có gì, chúng ta cũng đi thôi. Tới vách đá bên này. Có một hẻm núi lớn xuất hiện, hai bên sườn là những chóp núi đá kỳ lạ. Lối vào vẻn vẹn có 3 mét, Thiên Tuyệt nói rằng càng đi vào hẻm núi sẽ càng rộng, sâu bên trong hẻm núi chính là điểm đến. Đó cũng là lối vào bí địa, một thiên địa. Nhưng để tiến vào bí địa cũng có quy luật thời gian, đến lúc đó nó sẽ tự mở cửa, trước đó mọi người chỉ có thể đợi. Dù sao cũng chỉ mấy ngày nữa, lối vào bí địa sẽ mở ra. Đi được khoảng 10 phút. Đỉnh của những chiếc lều ngoài trời hiện ra trước mắt mọi người. Tiếng người ồn ào, liếc mắt nhìn một lượt, trong hẻm núi có bề rộng khoảng gần 100 mét đều là người. Hẳn là những người đã đến đây trước, đại hội luận đạo tiên thiên, trước một tháng tụ họp sẽ có người đi trước.
Trong hẻm núi vô cùng nhộn nhịp, tuy chỉ là tụ hội tạm thời nhưng lại giống như một phiên chợ vậy. Tiệm ăn để dừng chân nghỉ ngơi, quán trà chơi cờ chơi bài, thậm chí còn bày cả quán giao dịch thiên tài địa bảo, vô cùng nhộn nhịp đông vui. Thiên Tuyệt giới thiệu với Dương Bách Xuyên, sư tổ, đại hội luận đạo tiên thiên hướng đến tất cả võ cổ giả và dị năng giả trên khắp thiên hạ. Có thể giao dịch và bán thiên tài địa bảo tại chợ ở đây. Mấy hôm nay chúng ta có thể xem kỹ xem, không chừng có thể mò được thứ tốt. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, nơi này nhìn có vẻ hỗn độn, nhưng lại rất có trật tự, có phải có người quản lý hay không? Sư tổ tinh mắt thật đấy, đúng là mỗi lần tổ chức đại hội sẽ có người phụ trách. Dựa trên lý thuyết thì thuộc sự quản lý thay phiên nhau của 8 tông môn lớn của Trung Quốc chúng tôi. Tiếc rằng sau khi xuống đốc, võ đăng đã không tham gia vài lần rồi. Hiện tại là do 7 tông môn lớn xử lý, năm nay là người của tông môn Thiên Cương Sơn phụ trách. Thiên Cương Sơn là tông môn cổ xưa ở Đông Bắc và cũng là một tông môn có thế lực khổng lồ. Thời kỳ đỉnh cao của Thiên Cương Sơn là vào thời Khang Hy. Khi đó, những đệ tử ngoại môn ra ngoài rèn luyện hành tẩu giang hồ của Thiên Cương Sơn đã hợp thành một tổ chức có tên là Thiên Địa Hội. Chắc sư tổ cũng từng nghe nói chứ nhỉ? Thiên Tuyệt hỏi. Thiên Địa Hội sao? Ấy, đâu chỉ nghe nói, Kim Lão Gia Tử và Thiên Địa Hội vô cùng nổi tiếng trong cả điện ảnh lẫn truyền hình. Đúng rồi, có người nào là Trần Cận Nam không? Dương Bách Xuyên vui vẻ hỏi, không ngờ Thiên Cương Sơn còn có một đoạn lịch sử vừa bi thảm vừa huy hoàng như vậy. Trần Cận Nam chỉ là một nhân vật hư cấu trong điện ảnh và truyền hình thời đó mà thôi. Nhưng nghe đồn rằng hình như dòng chính của Thiên Cương Sơn là họ Trần. Thiên Tuyệt nói. Nói cho tôi biết về 8 tông môn lớn cổ xưa của Trung Quốc đi, miễn cho lúc đó tôi không nhận ra lại bị bẽ mặt. Dương Bách Xuyên nhìn Thiên Tuyệt và nói. 8 tông môn cổ xưa lớn bao gồm Côn Luân Cung, Phái Nga Mi, Thiếu Lâm Tự, Võ Đang, Thiên Cương Sơn, Phái Thanh Thành, Mật Tông, Miêu Trại. Chắc là lần này sẽ xuất hiện hết, Thiên Tuyệt liệt kê một lượt, đáng tiếc võ đang của bọn họ lại xuống dốc. Lúc này, Trần Phong Tử và Minh Giác đi qua nói, sư tổ, chúng tôi đi tìm chỗ dựng lều trước, còn phải đợi 3 ngày nữa. Được, mấy người Lão Phong cũng đi giúp đi. Dương Bách Xuyên giao việc cho mấy người Phong Thiên Nhai. Vâng thưa môn chủ, Phong Thiên Nhai đáp một tiếng rồi dẫn người rời đi theo Minh Giác và Trần Phong Tử. Dương Bách Xuyên và Thiên Tuyệt vừa đi vừa trò chuyện, Thiên Tuyệt giải thích về các tông môn lớn cho Dương Bách Xuyên, những tông môn đó có trang phục như thế nào, ký hiệu của tông môn là gì. Họ cứ đi mãi, mãi đến khi vào hơn 1.000 mét mới không có lều trại nữa. Toàn bộ hẻm núi rất lớn, nhưng có rất nhiều võ cổ giả đã đến đây, ít nhất cũng phải khoảng 300-400 người. Dựa theo lời Thiên Tuyệt, Côn Luân Cung, Thiếu Lâm và Phái Nga Mi vẫn chưa đến. Còn các thế lực còn lại của 8 tông môn lớn đã đến đông đủ. Đương nhiên, những tông môn cổ xưa ở ngoài biển và một số gia tộc cũng chưa đến, chắc trong 2-3 ngày tới sẽ đến nơi. Quan sát xong một lượt, Dương Bách Xuyên thực sự được mở rộng tầm mắt, tất cả 300-400 người đều là cấp bậc tiên thiên, tu vi thấp nhất là tiên thiên tầng 1, đương nhiên tiên thiên tầng 9 vẫn là số ít. Trước mắt mới chỉ gặp một tiên thiên tầng 9 đại viên mãn là Hồ Nhất Thu. Hai người đi đến cuối hẻm núi, xuất hiện trước mắt là một ngọn núi rất lớn. Nhưng kỳ lạ là ngọn núi này chỉ mọc đầy cỏ dại, trông như từng bị lửa đốt. Thiên Tuyệt giới thiệu, sư tổ, ngọn núi này tên là núi Tịch Diệt, trong lịch sử có rất nhiều ghi chép về việc phun trào núi lửa. Nhưng trăm năm gần đây chưa từng phun trào, cho nên có người nói núi lửa này đang ngủ say và có thể phun trào bất cứ lúc nào. Lối vào bí địa cũng ở bên trong ngọn núi này. Ở sâu trong núi Tịch Diệt có một chỗ có hai cực, một bên là dung nham cuồn cuộn, một bên là dòng khí lạnh thấu xương. Bất kể là dung nham hay dòng khí, chỉ cần dính vào người là có thể lập tức hủy diệt một người có cấp bậc tiên thiên tầng 9. Muốn đi vào bí địa thì phải đợi hai cực âm dương này giao thoa nhau, thời gian hai cực giao hội chính là 3 ngày sau, lúc ấy, dung nham cuồn cuộn trong hồ dung nham và khí lạnh sẽ tự động biến mất trong 7 ngày. Lúc đó mọi người có thể đi vào trong. Sau khi đi vào sẽ đi xuyên qua núi Tịch Diệt để đi đến một nơi khác, ở đó sẽ xuất hiện một hẻm núi nguyên thủy, đó chính là bí địa. Nhìn trên bản đồ hay bay qua núi Tịch Diệt đều sẽ không tìm ra. Cho đến tận bây giờ, chỉ có đi vào từ nơi này mới có thể nhìn thấy nó. Có người nói đây là động phủ của thần tiên trong khe núi, cũng có người nói đây là một thế giới ngầm. Có rất nhiều lời đồn đại nhưng không có ai giải thích rõ được, dù sao bên trong cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo.
Chứng chuyện đó tôi đã từng nghe được một chút rồi, đến lúc đó xem thử sẽ biết. Được rồi, chúng ta quay về đi, chắc bọn họ đã dựng lều xong rồi. Được. Dương Bách Xuyên và Thiên Tuyệt quay đầu đi về. Nhưng sau khi hai người trở về lại nghe thấy tiếng gào thét và tiếng chém giết từ xa, nghe tiếng thì có vẻ là sắp đánh nhau. Đúng lúc này, Ngô Mặc Thu đang ẩn mình vội vàng bay đến bên cạnh Dương Bách Xuyên và cuống quýt nói, tiên sinh, anh mau đi xem, Phong Thiên Nhai đánh nhau với người ta rồi. Dương Bách Xuyên sầm mặt xuống, sao lại thế này? Là người của Thanh Thành cố ý gây sự, Ngô Mặc Thu trả lời. Dương Bách Xuyên nhéo mắt lại, khi nghe thấy hai chữ Thanh Thành, anh hiểu ngay bọn họ đang cố ý kiếm chuyện. Dương Bách Xuyên và phái Thanh Thành có cửu oán, lúc này không cần hỏi chi tiết cụ thể cũng có thể đoán được đối phương đang cố ý bới móc. Anh khá hiểu Phong Thiên Nhai, ông ta không phải loại người thích gây chuyện thị phi. Đi, qua đó nhìn thử. Anh ngược lại muốn xem, hôm nay Thanh Thành muốn gì, ước hiếp Vân Môn không có căn cơ hay không có thực lực. Kể từ khi kết thù với Thần Tông, Thanh Thành và M. Nguyệt Môn, anh chờ bọn họ đến báo thù mãi, mấy tháng nay chẳng thấy động tĩnh gì. Hiện tại xem ra là đang chờ anh ở đại hội luận đạo tiên thiên. Chẳng qua, anh đã dám đến đây, sao có thể sợ hãi? Lúc đi tới vừa hay nhìn thấy khóe miệng Phong Thiên Nhai có vết máu, Vân Môn và mấy đệ tử võ đang minh giác, Trần Phong Tử đang cầm binh khí, bầu không khí đối chiến hết sức căng thẳng. Mà đối diện bọn họ đứng hơn 10 người, cầm đầu là một người trung niên, nhìn mấy người Vân Môn và võ đang bằng ánh mắt khinh thường. Từ trang phục có thể nhận ra bọn họ là người Thanh Thành. Dừng tay, Dương Bách Xuyên gầm lên. Hết cách rồi, không hét không được, Phong Thiên Nhai và Minh Giác không phải đối thủ của Thanh Thành. Người đàn ông trung niên cầm đầu bên kia tu vi tiên thiên tầng 9 trung kỳ. Hơn nữa phía sau còn có hơn 10 người, một nửa trong đó cũng có thực lực tiên thiên tầng 9. Đánh nhau sẽ chịu thiệt. Dương Bách Xuyên đi qua, mặt mũi âm u nhìn vết máu nơi khóe miệng Phong Thiên Nhai, không sao chứ. Môn chủ, tôi không sao, là bọn họ khinh người quá đáng, đây là nơi bên mình chiếm được, bọn họ thoáng cái đã dỡ bỏ ba lều vải của chúng ta, đúng là trơ cháo vô liêm sỉ. Phong Thiên Nhai chỉ vào phía đối diện. Hóa ra vì chiếm cứ nơi dựng lều vải mà đánh nhau, đủ bá đạo. Phái Thanh Thành lần nào cũng sử dụng khu này, các người phá hư quy củ, phần thưởng chính là tôi dạy cho mấy người một bài học, thế nào, ấm ức. Giọng điệu tên đàn ông trung niên phái Thanh Thành kiêu căng ngút trời. Ông, Phong Thiên Nhai tức giận, suýt nữa đã liều mạng. Tuy nhiên đã bị Dương Bách Xuyên cản lại. Lúc này xung quanh đã có người vây xem, có vẻ như không có mấy ai biết đến Vân Môn và Võ Đang. Chuyện này cũng khó trách, sau khi Võ Đang xuống dốc thì ít ai chú ý đến, dù trong những đệ tử tham gia đại hội lần này tu vi của Thiên Tuyệt là cao nhất nhưng cũng chỉ là tiên thiên tầng 8 mà thôi, đặt trong hoàn cảnh khác là cao thủ. Thế nhưng tại đại hội luận đạo tiên thiên cao thủ như mây, cua tay là hốt được một đống tiên thiên tầng 9. Về phần những người Vân Môn đi theo Dương Bách Xuyên đến đây đều là tán tu, không có ai là tiên thiên tầng 9, cũng không có gương mặt nào quen thuộc. Chỉ mỗi Dương Bách Xuyên là có thể sánh ngang với tiên thiên tầng 9 hậu kỳ, thế nhưng anh lại là tu chân giả, sau khi thu liếm khí tức thì giống hệt người bình thường. Hơn nữa tướng mạo anh trẻ tuổi, ai lại đi liên hệ với cao thủ tiên thiên tầng 9 hậu kỳ chứ? Tuy rằng biệt hiệu Dương Điên đã lan truyền khắp giới võ cổ nhưng người từng gặp Dương Bách Xuyên lại chẳng có mấy ai, đám người Thanh Thành lần này cũng chưa từng gặp anh, kẻ nào cũng có khí thức cường đại, một nửa trong số đó còn là tiên thiên tầng 9, tự nhiên không thèm để bất cứ ai vào mắt, nói chuyện vô cùng phách lối. Đám đông xì xào, là Mộc Phi Cửu của Thanh Thành, mấy người này gặp rắc rối rồi. Còn không phải à, từ trước tới nay Mộc Phi Cửu bá đạo hách dịch, hôm nay có trò vui để xem rồi. Nhưng khu vực này đúng là chỗ của Thanh Thành trước đây, những người này cũng không hỏi thăm một chút. Tuy nói vậy nhưng người Thanh Thành cũng ngang ngược thật, kêu người ta rời sang chỗ khác một tiếng là được rồi, không nói hai lời đã hủy lều vải, còn ra tay đánh người, mấy tông môn này chẳng có ai tốt đẹp. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, kẻo rước họa vào thân, ai bảo Thanh Thành người ta là tông môn cổ xưa chứ, đây là thế giới kẻ mạnh nắm quyền mà. Thật. Bên tai truyền đến những tiếng xì xào bàn tán không ngớt, trong lòng Dương Bách Xuyên như bốc lửa, ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên gọi là Mộc Phi Cửu kia đầy sát ý. Lão Phong, để tôi đến giải quyết. Dương Bách Xuyên híp mắt, trấn an Phong Thiên Nhai, nói với Mộc Phi Cửu, cho ông hai lựa chọn, dẫn người dựng lại lều vải, sau đó nhận lỗi, chịu hai trưởng,
tôi sẽ không tính toán nữa. Lựa chọn thứ hai, tôi lột da ông ra. Tôi đề nghị ông chọn cái thứ nhất, thế nào? Dứt lời, Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm, nếu như nắm đấm lớn là đạo lý của giới này, anh không ngại dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện. Ha ha ha, Mộc Phi Cửu nghe xong lời Dương Bách Xuyên nói thì cười phá lên như nghe thấy chuyện hài mắc cười nhất trên đời, mãi một lúc sau ông ta mới dừng lại, tức giận đến mức tái mặt, thằng nhóc, mày tính ngon nhỉ? Đã cho bọn mày mặt mũi còn không biết điều. Hả, có tin ông đây đánh mày đến mức mẹ mày cũng nhận không ra luôn không? Ha ha, không tin. Ý cười trên mặt Dương Bách Xuyên ngày càng sâu đậm. Thằng nhóc, mày có khí phách đấy, chẳng qua ở giới võ cổ kiêu ngạo cần có vốn liếng. Mày muốn nổi tiếng nhưng tìm nhầm đối tượng rồi, hôm nay tâm trạng ông khá tốt, cho mày một cơ hội, xưng tên đi, là con cháu nhà nào, đừng để đến lúc đó chết rồi không có ai nhận xác. Mộc Phi Cửu nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, trong mắt tràn đầy ý khinh thường. Người chết chắc chắn không phải tôi, Diêm Vương không muốn thu nhận tôi, chẳng qua hôm nay ông nhất định sẽ đến điện Diêm Vương báo tin. Dương Bách Xuyên híp mắt. Điếc không sợ súng, hừ, xem đây. Mộc Phi Cửu nhìn qua có vẻ điên cuồng thô lỗ nhưng thật ra lại khá cẩn thận, thấy Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi đối đầu với ông ta thì có hơi không xác định, muốn thăm dò xem chỗ dựa của anh là ai. Ông ta vung tay lên. Phía sau lập tức xuất hiện hai võ cổ giả tiên thiên tầng 9 sơ cấp lao về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn bọn họ, lạnh lùng hừ một tiếng, không lùi mà tiến tới, hai tay nắm chặt thành đấm, vận chân khí nghênh đón hai người kia. Khí tức cường đại tỏa ra từ người anh lập tức khiến sắc mặt hai đệ tử Thanh Thành tái đi. Dưới cơn hoảng sợ, bọn họ muốn chạy đã không kịp, cứng rắn va chạm với hai quyền của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm. M thanh va chạm nặng nề vang lên, xen lẫn bên trong là tiếng gào thét thảm thiết và tiếng xương gãy. Dương Bách Xuyên vận chuyển chân khí trực tiếp đánh gãy cánh tay của hai người kia, đồng thời đập mạnh vào ngực bọn họ. Bất kể là tốc độ hay lực lượng đều chứa dao động linh khí cường đại. Lồng ngực hai đệ tử Thanh Thành kia bị nắm đấm của Dương Bách Xuyên đập thủng, sau khi kêu thảm một tiếng thì hộc máu bay ngược về phía sau, rớt xuống đất cuốn lên một trận bụi bay tứ tung, mất đi sức sống. Hai võ cổ giả tiên thiên tầng 9 sơ cấp của Thanh Thành đã bị Dương Bách Xuyên giết chết trong nháy mắt. SSSS, đám đông vây xem bên ngoài hít vào một hơi khí lạnh. Mẹ kiếp, người này khỏe quá, nháy mắt đã giết chết hai tiên thiên tầng 9 sơ cấp, anh ta là người phương nào thế? Một gã con cháu nhà họ Hồ lên tiếng, Dương Bách Xuyên của Vân Môn, tôi từng gặp qua, nói chuyện rất lớn tiếng, sợ người khác không nghe ra được vẻ đắc ý trong đó. Dương Bách Xuyên, chẳng lẽ là Dương Điên, cái tên chém giết 15 gã tiên thiên, đồng thời kết thù với Tam Tông Thần Tông, Âm Nguyệt Môn và Thanh Thành. Giới võ cổ có mấy Dương Bách Xuyên hả? Chính là anh ta, chẳng qua tin tức của anh cũ rồi, nghe nói Dương Điên đã diệt sạch nhà họ Hồng ở đảo Hồng Kông, tất cả mọi người đều bị anh ta giết hết, hình như là hơn 100 tiên thiên. Không đúng, tôi nghe nói Dương Điên giết 200-300 võ cổ giả. Phải là 500-600 mới đúng. Người vây xem bàn tán ngày càng khoa trương, cuối cùng thân phận của Dương Bách Xuyên cũng bị bại lộ. Mộc Phi Cửu cũng nghe thấy những lời xì xào kia, hiện tại sắc mặt ông ta trắng bệch, không có đệ tử Thanh Thành nào là không biết Dương Bách Xuyên, anh còn bị phái Thanh Thành liệt vào hàng ngũ kẻ thù số 1. Lúc Dương Bách Xuyên ra tay, khí tức cường đại tỏa ra đã đủ dọa sợ Mộc Phi Cửu, dựa theo cảm giác của ông ta, thực lực của Dương Bách Xuyên chắc chắn đã vượt qua tiên thiên tầng 9 trung cấp. Nhận thức này khiến lòng Mộc Phi Cửu nổi sóng. Càng khiến ông ta chấn động hơn là Dương Bách Xuyên vừa ra tay đã giết chết hai đệ tử Thanh Thành trong nháy mắt, xuống tay nhanh như chớp, tàn nhẫn vô tình, Mộc Phi Cửu muốn ngăn cản đã không kịp. Ông ta nhìn Dương Bách Xuyên, run rẩy hỏi, mày chính là ma đầu Dương Bách Xuyên. Chính là tôi, hiện tại đến lượt ông. Dương Bách Xuyên sẽ không buông tha cho bất kỳ kẻ nào dám ức hiếp người của Vân Môn. Thực ra mấy tán tu như Phong Thiên Nhai gia nhập Vân Môn là vì tìm chỗ dựa làm chủ cho bọn họ, hôm nay anh nhất định phải giết tên Mộc Phi Cửu này. Rất ngoài ý muốn hả? Dương Bách Xuyên bước lên một bước, tung một chưởng về phía Mộc Phi Cửu. Biệt danh thường phản ánh đúng tính cách của một người, cái tên Dương Điên của Dương Bách Xuyên vẫn khá có sức nặng ở giới võ cổ, nhất là Tam Tông có cửu oán với anh, ví dụ như người Thanh Thành có bóng ma trong lòng. Cho đến hiện tại đã gần 20 cao thủ tiên thiên của phái Thanh Thành chết trong tay Dương Bách Xuyên, hơn nữa thêm đủ loại tin đồn về bối cảnh sau lưng anh khiến Mộc Phi Cửu rất kiêng kỵ.
Đối mặt với một trưởng của Dương Bách Xuyên, Mộc Phi Cừu chỉ cảm thấy áp lực như núi. Ông ta đổi sắc mặt, không dám sơ suất, dùng hết toàn bộ lực lượng đi ngăn cản, đồng thời gào lên với mấy người phía sau, mau đi mời lão tổ. Lần này phái Thanh Thành có một vị lão tổ tiên thiên tầng 9 đỉnh phong lão tổ rời núi, hiện tại đang gặp mặt với mấy lão quái vật các tông môn. Mộc Phi Cừu nghĩ đến đối phương trước tiên, từ khí tức cường đại trên người Dương Bách Xuyên, ông ta thấy phải mời lão tổ ra tay mới có thể tiêu diệt được đối phương, bản thân thì không nắm chắc. Nắm đấm hai người hung hăng chạm vào nhau. Khụ khụ, phụt. Mộc Phi Cừu lập tức hộc máu. Dương Bách Xuyên nhìn Mộc Phi Cừu bay ngược ra ngoài té trên mặt đất không ngừng phun máu, khóe miệng nhếch lên, bước từng bước về phía đối phương, giọng nói đầy lạnh lẽo, dám ức hiếp người Vân Môn tôi nói lột ra ông thì sẽ làm được. Đám người Phong Thiên Nhai ở phía sau Dương Bách Xuyên nghe được lời này, cả người chấn động, ánh mắt lập tức đỏ lên, bọn họ là tán tu, không môn phái không bối cảnh, ở giới võ cổ đi tới đâu cũng bị người ta ức hiếp, liếc mắt khinh thường, có bao giờ mơ ước đến cảnh Dương Bách Xuyên lại chút giận giúp bọn họ đâu. Nói không cảm động là giả. Phong Thiên Nhai đỏ mắt nhìn bóng lưng Dương Bách Xuyên, quay sang nói với người bên cạnh, tán tu chúng ta có thể gặp được môn chủ anh minh là may mắn cỡ nào chứ. Ngày sau cho dù có chết cũng đáng giá, mọi người nhớ kỹ, tôi vẫn giữ câu nói kia, sau này sống là người của Vân Môn, chết là quỷ của Vân Môn. Phong trưởng lão yên tâm, chỉ bằng hành động vì chúng ta hôm nay của môn chủ đại nhân, cho dù có chết, chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện. Không sai, sống là người Vân Môn, chết cũng là quỷ Vân Môn. Đến lúc này, mấy tán tu mới thật sự tin phục, chính là vì cảm động trước tình cảm của Dương Bách Xuyên. Tiên thiên tầng 9 trung cấp Mộc Phi Cừu không chịu đựng nổi một kích của Dương Bách Xuyên, cuối cùng ông ta cũng cảm thấy sợ hãi, biết anh lợi hại như nào. Nhìn Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm tiến về phía mình, trong mắt Mộc Phi Cừu anh không khác gì Diêm Vương đòi mạng. Ông ta ngồi trên mặt đất vội vàng lùi về phía sau, hoảng sợ nói, mày đừng tới đây. Sợ à, Dương Bách Xuyên nhếch miệng, tiếp tục bước từng bước lại gần Mộc Phi Cừu, muốn dọa chết tên cẩu tặc này. Dương Bách Xuyên, mày đừng qua đây, tao, bọn tạo nhường nơi đóng quân này cho mày đó. Cuối cùng Mộc Phi Cừu cũng thấy sợ hãi, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn lúc trước đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ mặt hoảng sợ tột cùng. Ha ha, chậm rồi, chịu chết đi. Dương Bách Xuyên híp mắt, duỗi tay, chân khí hội tụ thành một bàn tay thật lớn, lao về phía Mộc Phi Cừu. Anh muốn lột ra Mộc Phi Cừu, lập uy ở Đại hội luận đạo Tiên Thiên. Để cho tất cả mọi người biết đệ tử Vân Môn, người khác không trêu chọc được, cũng không thể trêu nổi. Ngày sau không lập uy, chó mèo gì cũng có thể ức hiếp bọn họ. Ngay khi Dương Bách Xuyên ra chiêu, nơi chân trời liên tục vang lên hai tiếng gào giận dữ. Dừng tay! Cậu dám! Chỉ thấy hai đạo bóng dáng bay tới từ bên ngoài mấy chục thước, theo cảm giác chính là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Không cần hỏi cũng biết đối phương là lão tổ gì của Thanh Thành. Vừa rồi anh cũng nghe thấy Mộc Phi Cừu nói mau đi mời lão tổ nhưng lại không để ý tới người rời đi. Chẳng qua nếu dám ra tay thì không sợ bị trả thù, hôm nay anh không còn là Dương Bách Xuyên ném chuột sợ vỡ bình nữa mà là tu chân giả trúc cơ kỳ, có thể so với võ cổ giả tiên thiên tầng 9 cao cấp, ở giới võ cổ cũng được xem như cường giả. Chỉ cần không gặp phải kim đan, anh thật sự không sợ võ cổ giả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Trên tay là kiếm đồ long. Trong cơ thể còn có chân khí hùng hậu, trong đầu chứa pháp thuật, sợ cái gì? Dương Bách Xuyên mặc kệ hai thanh âm tràn ngập cảnh cáo kia, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay vừa lật đã nắm lấy Mộc Phi Cừu, kéo một phát từ đầu đến chân, đối phương ngay lập tức gào thét thảm thiết. A! À, liếc mắt nhìn lại, trên tay Dương Bách Xuyên đã nhiều hơn một tấm da người, thân thể máu chảy đầm đìa của Mộc Phi Cừu cũng bị anh bóp thành một đống thịt vụn. Lớn mật! Đạo hữu, tội gì chứ? Hai bóng dáng kia nháy mắt đã đến. Lúc này có người hoảng sợ nói, thế mà lại là Mộc Đạo Nhiên lão tổ của Thanh Thành và Trần Vân Phong của Thiên Cương Sơn, nghe đồn hai vị này đều là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn đấy. Lần này Dương Bách Xuyên gặp rắc rối rồi, Trần Vân Phong của Thiên Cương Sơn làm chủ nhà ra tay hay không thì chưa chắc, nhưng chỉ riêng Mộc Đạo Nhiên phái Thanh Thành cũng đủ giải quyết Dương Bách Xuyên rồi. Dương Bách Xuyên có biệt danh Dương Điên ở giới võ cổ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, nói lột ra Mộc Phi Cừu thì lột thật, đúng là, vừa lớn mật vừa có bản lĩnh. Mấu chốt là rõ ràng anh ta đã thấy hai đại cao thủ đến vẫn giết chết Mộc Phi Cừu như trước,
phần can đảm này, không phải người điên thì là thằng ngu. Vậy cũng chưa chắc, nếu Dương Bách Xuyên đã biết hai đại cao thủ đến mà vẫn dám giết chết Mộc Phi Cừu, tôi thấy, là người ta tự tin vào thực lực đấy. Xong rồi, có thực lực thì cũng chỉ là tiên thiên tầng 9 cao cấp mà thôi, so với tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, tuy nói chỉ chênh lệch nửa cấp nhưng tu luyện tới trình độ này, nửa cấp chẳng khác gì một trời một vực, lão tổ Thanh Thành nổi giận, Dương Bách Xuyên không chết cũng phải bị lột một lớp da. Coi tiếp đi, chưa biết sẽ thế nào đâu. Dương Bách Xuyên nghe tiếng bàn tán trong sân, xem như hiểu được một ít tin tức, híp mắt, chỉ thấy hai gã lão già tóc bạc trắng, một người mặc trường bào màu xanh, người kia mặc trường bào màu trắng, đồng thời rơi xuống trước mặt anh. Từ màu sắc quần áo, lão đầu áo xanh chính là Mộc Đạo Nhi của phái Thanh Thành, còn lão đầu áo trắng chính là Trần Vân Phong của Thiên Cương Sơn. Kêu anh lớn mật chính là Mộc Đạo Nhiên phái Thanh Thành. Mộc Đạo Nhiên trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên lột ra giết chết đệ tử nhà mình, một khuôn mặt già nua đã chuyển sang màu tím, hạ xuống từ giữa không trung, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt sắc bén như đao, được được, cầu tặc Dương Bách Xuyên, trước sau chém giết 28 đệ tử Thanh Thành, vốn dĩ lần này lão phu muốn tìm mày tính sổ, không nghĩ tới mi lại cản rỡ đến mức này. Giết người như ngóe, thủ đoạn tàn nhẫn, thêm chuyện diệt môn ở đảo Hồng Kông, đủ loại dấu hiệu cho thấy mi đã vào ma đạo. Vì vậy hôm nay lão phu phải trừ hại vì dân, chém chết tên ma đầu mi. Ha ha ha, nghe xong, Dương Bách Xuyên lập tức cười phá lên, nhìn chằm chằm lão già bất tử, sao ông không hỏi đệ tử Thanh Thành có đáng chết hay không? Vừa đi lên đã chụp mũ ma đầu cho tôi, hay quá nhỉ? Tôi có thể nói cho ông biết, người Thanh Thành đáng chết, mấy lão bất tử như ông tôi giết cả đám, trừ hại vì dân. Tốt, ngược lại hôm nay tôi muốn nhìn xem. Bộ xương già của ông có bản lĩnh gì, nói khoác không biết ngượng. Còn dám mặt dày vô sỉ tự xưng là tông môn cổ xưa, nực cười, khoác lên mình tấm da tông môn là có thể tùy ý ra tay đánh người, tùy tiện phá hủy lều trại người khác vất vả dựng lên à, so ra ai mới là ma đạo. Dương Bách Xuyên nói xong lập tức khiến cho rất nhiều người trong sân bùng nổ. Đúng vậy, mấy tông môn cổ xưa này thường ngày quen thói ỷ thế hiếp người, bắt nạt người khác thành thói quen. Anh nói nhỏ thôi. Tôi không sợ. Đám đông xì xào bàn tán, có một số người từng bị Thanh Thành chèn ép trốn trong đám người tức giận bất bình, lên tiếng ủng hộ Dương Bách Xuyên nhưng kêu bọn họ đi ra thì không ai dám. Hừ, nếu kích động lòng người có tác dụng thì đây cũng không phải giới võ cổ mạnh được yếu thua, hôm nay lão phu sẽ nhìn xem, thực lực của mi có đủ để mi miệng cứng hay không. Mộc Đạo Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Trần Vân Phong Thiên Cương Sơn vội vàng mở miệng, Đạo Nhiên bất giận, có thể cho lão phu một cái mặt mũi không, lần này là Thiên Cương Sơn làm chủ nhà tổ chức đại hội luận đạo, hôm nay trước tiên đừng đánh giết giết được không? Hừ, Trần Vân Phong, đừng nhiều lời, cầu tặc Dương Bách Xuyên dám giết chết đệ tử Thanh Thành ngay dưới mí mắt lão phu, đổi lại là ông có thể nuốt xuống cục tức này không? Đừng ngăn cản, nếu không lão phu sẽ trở mặt với ông. Mộc Đạo Nhiên còn ngang ngược hơn cả Mộc Phi Cừu. Không thèm cho chủ nhà Thiên Cương Sơn tí mặt mũi nào. Ông, Trần Vân Phong tức giận đến vểnh râu. Lúc này Mộc Đạo Nhiên đã hóa thành tàn ảnh xông về phía Dương Bách Xuyên. Cẩu tặc, chết đi cho lão phu. Mộc Đạo Nhiên gầm lên, chân nguyên ngưng kết thành nắm đấm khổng lồ nện xuống đầu Dương Bách Xuyên. Ánh mắt Dương Bách Xuyên đông cứng, trong tay lóng lánh ánh sáng, kiếm đồ long xuất hiện, giơ kiếm nghênh đón. Hôm nay anh biết bản thân không giải quyết lão già tiên thiên tầng 9 đại viên mãn này thì ngày sau sẽ có rất nhiều người tìm anh gây rắc rối. Trong mắt Dương Bách Xuyên thì tiên thiên tầng 9 đại viên mãn không đáng sợ, chuyển chân khí trong kiếm đồ long phút chốc là có thể nhập định kiếm khí. Lúc này anh không cần sử dụng kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long, cũng có lòng tin đối đầu với Mộc Đạo Nhiên. Một kiếm chém xuống chân nguyên hình thành trên nắm tay của Mộc Đạo Nhiên, lập tức hóa giải công kích của Mộc Đạo Nhiên. Mộc Đạo Nhiên đột ngột biến sắc. Dương Bách Xuyên cười khinh, bắt đầu chủ động công kích. Một kiếm quét ngang Mộc Đạo Nhiên. Kiếm khí mạnh mẽ dao động gây ra tiếng kiếm ong ong. Ánh sáng bạc của kiếm đồ long lập lòe, ý lạnh ép sát Mộc Đạo Nhiên. O-O-O-N-G. Một tiếng nổ vang lên, trong tay Mộc Đạo Nhiên xuất hiện một loại vũ khí như ngô câu, Dương Bách Xuyên cảm nhận được cũng sững sờ. Anh cảm giác được đôi ngô câu này không phải đồ phàm. Dường như có chỗ khác biệt với linh khí bình thường. Lúc này chỉ nghe giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu, thằng nhóc thối, cẩn thận,
Ngô Câu trong tay đối phương chính là linh khí cực phẩm, đã gần tới tiên khí, có thuộc tính đặc biệt. Thuộc tính đặc biệt, đó là gì? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi. Giống như việc kiếm đồ long của con có thể sử dụng kiếm khí huyền huyễn, đương nhiên kiếm đồ long trong tay con nhất định mạnh hơn Ngô Câu trong tay Mộc Đạo Nhiên, nhưng tu vi của con quá thấp, không phát huy được bao nhiêu uy lực của kiếm đồ long. Vi sư có thể cảm giác được khí tức thai nghén trong Ngô Câu trên tay Mộc Đạo Nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nói cách khác lão đã tẩm bổ linh khí cực phẩm trong thời gian dài, từ đó người ta có thể phát huy được uy lực thuộc tính của linh khí cực phẩm, dĩ nhiên là mạnh. Bây giờ không biết thuộc tính linh khí cực phẩm trong tay lão là gì, vì vậy con phải cẩn thận một chút. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói xong cũng thu hồi khinh thường trong lòng, nếu lão già đã nhắc nhở, vậy cho thấy đôi Ngô Câu trong tay Mộc Đạo Nhiên quả thật không phải phàm phẩm. Mà kiếm đồ long trong tay anh, tuy rằng đã luyện hóa kiếm linh bên trong, nhưng như lời sư phụ nói, tu vi hiện tại của anh còn quá thấp, cho dù trong tay là tiên khí thần khí, anh cầm cũng chỉ có thể dùng như linh khí. Bàn về kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long cũng không phải sử dụng vô hạn, dùng một lần ít hơn một lần. Nghiêm túc mà nói kiếm khí huyền hoàng cũng không phải thuộc tính của kiếm đồ long, chỉ là phúc lợi sau khi anh luyện hóa kiếm linh của kiếm đồ long. Dù sao kiếm khí huyền hoàng không thể tái sinh, có lẽ cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Tuy rằng trong giọng nói của Dương Bách Xuyên coi thường Mộc Đạo Nhiên, nhưng trong lòng không hề chủ quan chút nào. Sư phụ từng nói ở tu chân giới vĩnh viễn đừng coi thường bất kỳ đối thủ nào. Thuyền lật trong mương, thông thường lật thuyền là do khinh thường đối thủ. Trước kia khi anh tám chuyện với Vân Thiên Tà nhớ rằng ông từng nói, người cầu đạo am hiểu nhất là ngụy trang. Ở tu chân giới từng có tu chân giả luyện khi kỳ giết chết kim đan trong nháy mắt, hơn nữa còn không ít. Vì vậy không thể coi thường bất kỳ đối thủ nào. Có điều về mặt khí thế lại không thể thua, có thể kiêu ngạo bao nhiêu thì kiêu ngạo bấy nhiêu. Giờ phút này Dương Bách Xuyên đối mặt với Mộc Đạo Nhiên chính là khinh thường lão. Tốt nhất có thể khiến cho lão bại lộ, như vậy có thể ảnh hưởng đến tâm thần của lão, từ đó khiến lão để lộ sơ hở, tạo ra cơ hội cho mình. Mộc Đạo Nhiên mặt mày u ám, vô cùng có lòng tin vào Ngô Câu trong tay. Kỳ thật trong mắt người ngoài đều thấy Ngô Câu, chỉ có trong lòng Mộc Đạo Nhân biết rõ đây là một thần binh cực phẩm, lão dựa vào đôi thần binh trong tay tạo nên uy danh hiển hách trong giới võ cổ, một đường đi tới bây giờ, thần binh trong tay chưa bao giờ khiến lão thất vọng. Nhưng hôm nay kiếm trong tay Dương Bách Xuyên vừa ra lập tức khiến Mộc Đạo Nhiên hơi kinh ngạc. Lão không biết kiếm trong tay Dương Bách Xuyên có lai lịch thế nào, nhưng lão cảm nhận được một luồng hơi thở không bình thường phát ra từ nó. Chẳng lẽ thứ trong tay thằng nhóc này cũng là thần binh cực phẩm? Mộc Đạo Nhiên suy đoán trong lòng rồi lập tức lắc đầu, lại cảm thấy không thể nào. Thần binh cực phẩm không phải thần binh bình thường, toàn bộ giới võ cổ Hoa Hạ lưu truyền tới nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa còn đều nằm trong tay mấy tông môn cổ xưa lớn. 8 tông môn lớn của Hoa Hạ có một nữa là không có thần binh cực phẩm. Thần binh trong tay Dương Bách Xuyên cùng lắm là thượng phẩm, không thể nào so sánh với thần binh cực phẩm của lão. Sau khi Mộc Đạo Nhiên dục chân nguyên lên đôi Ngô Câu, dưới ánh mắt của Dương Bách Xuyên, Ngô Câu trong tay Mộc Đạo Nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội, khí lạnh trong tay phải bức người. Vậy mà lại là thuộc tính thủy hỏa. Thật sự bị lão già nói trúng rồi. Linh khí cực phẩm trong tay lão già chết tiệt Mộc Đạo Nhiên này quả nhiên có thuộc tính. Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng, nâng cao cảnh giác hơn vài phần. Hiện tại vẫn chưa biết thuộc tính của thần binh trong tay Mộc Đạo Nhiên có uy lực gì, cẩn thận một chút thì hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.